chương 21, hắc sát rẻ. Hắc sát rẻ. Khoa trương lần đầu tiên nghe nói cái thế lực này là đang thẩm vấn người sống thời điểm. Chỉ có điều cái kia mã thành địa vị cũng không cao, tiếp xúc không đến cái gì chỗ tránh nạn cao cấp tình báo, hơn nữa lúc ấy hắc sát rẻ cũng mới vừa có thành tựu, cũng không khuếch trương đến bây giờ khổng lồ quy mô. Nhưng theo thời gian đưa đẩy, cho tới bây giờ, từ đại lượng cặn bã xã hội tụ tập mà thành, hơn nữa chỉ tiếp nạp tiến hóa giả hắc sát rẻ, quy mô đã to ra mấy lần thậm chí đã là vượt qua nhiều tòa thành thị, có thể cùng quan phương chống lại một hai loạn lạc thế lực. Hắc sát biết thành viên đều là việc ác bất tận, cướp bóc đốt giết, cưỡng dâm phản loạn đều chỉ có thể tính là trò trẻ con, chỉ có nghĩ không ra, không có những bại hoại này làm không được sự tình. Quan phương chỗ tránh nạn từng không chỉ một lần tuyên bố tin nhắn nhắc nhở người sống sót muốn rời xa hắc sát rẻ. Khoa trương cũng vẫn muốn gặp một lần hắc sát rẻ. Chỉ có thể nói là quan gia ngõ hẹp, tự nhiên chui tới cửa. Bá Đao mặc dù lão thành nhưng thấy đến hắc sát biết những người này thế tới hung hăng, không khỏi cũng có chút lo nghĩ. Dò hỏi. Lão đại, những thứ này hắc sát người biết mục đích cùng chúng ta tự hồ một dạng. Vì để phòng vạn nhất, muốn hay không bây giờ liền sớm động thủ, đem đám người này giải quyết. Nhưng khoa trương rõ ràng có một cái khác tầng tính toán. Bởi vì chính mình tinh thần cảm giác lực đông đảo, cho nên là chính mình một phe này sớm phát hiện hắc sát biết cái này đoàn người, mà đối phương nhưng là đối với chính mình hoàn toàn không biết gì cả. Nói một cách khác, chính là địch ở ngoài sáng ta ở trong tối. Loại ưu thế này tình huống không lợi dụng một chút, chẳng phải là uổng phí hết. Khoa trương lúc này mang theo bá đao, ẩn núp đến một chỗ tương đối bí mật phế tích ở trong, bắt đầu bí mật quan sát. Chuẩn bị bỏ mặt hắc sát sẽ hành động. Để cho bọn hắn cùng chiếm cứ tại trong ga điện ngầm tam giai hủ độc cự hạt mang đến ngao cò tranh nhau. Mà chính mình thì ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bá đao lúc này cũng nghĩ hiểu rồi khoa trương dự định, khâm phục giơ ngón tay cái lên, từ đáy lòng tán tháng nói. Lão đại anh Minh. Khoa Trương nhìn chăm chú lên hắc sát sẽ đoàn người thân ảnh. Nhất miệng lên một vòng âm hiểm đường cong. Quảng trường một chỗ khác. Hắc sát hội chúng người đã giết đến ga điện ngầm ngoại vi. Bắt đầu nếm thử xông phá ngoại vi thi nhóm ngăn cản. Những thứ này tiến hóa giả rõ ràng là tinh nhuệ, cá thể thực lực đều tương đối xuất sắc, phối hợp cũng coi như đúng quy đúng cũ, lại thêm có ba tên nhị giai tiến hóa giả mở đường. Tiến triển vẫn luôn tính toán tương đối thuận lợi. Đã sát nhập vào thi nhóm chỗ sâu. Hỏa cầu, tường băng, một đằng, cao tốc, mang lực. Đủ loại dị năng liên tiếp triển lộ, đem một cái lại một con dếp đi lên zombie đánh lui thậm chí tiêu diệt. Sĩ khí tương đối cường thịnh. Đều cho lão tử mấy cái nhiệt tình, xông qua bọn này zombie, liền có thể xông vào ga điện ngầm bên trong. Trước đội ngũ phương, một cái nhị giai tiến hóa giả quát. Cái kia to lớn cơ bắp cùng với nồng đậm như lông bờm râu quai nón, rất có lực thị giác trùng kích, rõ ràng là một cái hệ sức mạnh tiến hóa giả. Hơn nữa tại trong đội ngũ địa vị không tầm thường dường như lĩnh đội một trong mang hùng người mẹ nó nói đơn giản dễ dàng có biết hay không chúng ta cánh hông áp lực lớn bao nhiêu chính là chính mình xông nhanh nhất không để ý chút nào cập thân sau ngươi có bản lãnh một người sát tiếng đi a à. phản bác âm thanh từ đội ngũ hai bên truyền ra nguyên lai like là mặt khác hai cái phân biệt phòng thủ tả hữu hai bên nhị giai tiếng hóa giả đối với mang hùng thích việc lớn hám công to cấp bách công hảo lợi thái độ biểu thị bất mãn tại chỗ trở về hắc kỷ ốm bưu tử hai người các ngươi có ý tứ gì Mang hùng cũng là tức giận. Một cái tác đánh tan nát một cái zombie đầu. Từ trong tim tay không đào ra năng lượng kết tinh. Tiếp đó đem thi thể ném về phía bên cạnh, kém chút nện vào đang tại đánh lui vây công bưu tử cùng khỉ ốm, để cho sau hai người sợ hết hồn, vừa giận mắng vài câu. Đội ngũ trong lúc nhất thời càng thêm ngươi không phục ta, ta không phục ngươi. Dẫn đầu tam đại cấp trên ẩn ẩn có lục đục xu thế. Loại tình huống này, tại hắc sát sẽ có loại này đủ loại ác nhân hội tụ mà thành thế lực ở trong, không thể nói là khắp nơi có thể thấy được chỉ có thể nói là cũng không hiếm lạ. Thậm chí còn có mấy lần phát sinh nội chiến, đội ngũ nội bộ tàn sát lẫn nhau đứng lên. Cũng đều không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng lần này khác biệt. Lần này đến đây ga điện ngầm, cũng không phải là mang hùng bọn người tự phát mà đến, mà là nhận được phân hội trưởng mệnh lệnh. Cân nhắc đến điểm này, đội ngũ hậu phương, những cái kia theo sát phía sau hắc sát sẽ nhất giai thành viên, nội tâm lập tức lo lắng bất an đứng lên. Do dự một hồi. Vẫn có một cái vóc người linh lung tinh tế nữ nhân mở miệng, ba vị cướp đoạt ga điện ngầm bên trong bảo vật là phân hội trưởng đại nhân tự mình ra lệnh không thể sai sót nếu như bởi vì ba vị nội chiến dẫn đến nhiệm vụ thất bại phân hội trưởng đại nhân trách tội xuống chúng ta ai cũng không chịu đựng nổi có cái gì ân oán còn xin nhiệm vụ sau khi kết thúc bàn lại bây giờ hẳn là lấy đoạt được bảo vật quan trọng chuyển ra lớn nhất phân hội trưởng tới áp chế đều có thù ghép ba cái lĩnh đội chung quy là yên tĩnh xuống không còn dám có mới vừa rồi vậy ngoài sáng trong tối nội đấu chỉ vì bọn họ cũng đều biết vị kia phân hội trưởng đại nhân, rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Đây chính là có thế trà đạp nhị giai thi vương cường giả. Theo bọn hắn nghĩ, trước mắt cũng chỉ có tôn kia chiếm cứ tại hồ sâu thăm thẳm long cảnh tiểu khu phụ cận thần bí thi vương, có thể cùng bọn hắn phân hội trưởng đại nhân đánh đồng. Một khi phân hội trưởng đại nhân trách tội xuống. Bọn hắn cái này nguyên một đội người, đều phải đầu người rơi xuống đất, chết không toàn thay. Nghĩ tới đây. Mang hùng, khỉ ống cùng bưu tử ba cái cưỡng ép thực tế lại, nhưng vẫn là có chút căm giận bất bình. Mang hùng trừng nữ nhân kia một mắt. Lão tử biết, không cần đến ngươi hoa hồng một cái nhất giai tiếng hóa giả, ở đây thượng cương thượng tuyến. kỹ ống cùng bưu tử cũng lạnh trên một tiếng. Một màn này. Bị cách đó không xa khoa trương cùng bá đao thu hết vào mắt. Bá đao nhịn không được đùa cợt nói. Những nhân loại này thực sự là ngu xuẩn, loại tràn diện này phía dưới, lại còn có thể đem cá nhân cảm xúc bao trùng mệnh lệnh phía trên, quả nhiên là không có thuốc nào cứu được, vẫn là chúng ta zombie càng thêm lý trí, Tuyệt đối phục tùng cường giả mệnh lệnh, tuyệt sẽ không có lục đục tình huống phát sinh. Hoa Trương cũng không như thế nào để ý, chậm rãi nói: "Không quan trọng, ngoại vi thi nhóm ngăn không được hắc sát biết những người này, nhưng bọn hắn nghĩ tại ga điện ngầm bên trong lấy được thu hoạch, cũng tuyệt đối không có bọn hắn dự đoán dễ dàng như vậy." Nói xong, sự tình cũng thật sự như phát triển như vậy. Mang hùng mấy người hắc sát biết tiếng hóa giả, cuối cùng vẫn là giết xuyên qua bồi hồi tại ga điện ngầm ngoại vi đông đảo zombie, thành công mở ra đột phá khẩu tiến vào ga điện ngầm nội bộ. Bắt đầu theo thang lầu một đường hướng phía dưới. Nhưng thật tình không biết. Đây đã là cực hạn của bọn hắn. Ga điện ngầm bên trong khó giải quyết trình độ, căn bản không phải mang hùng một đoàn người loại thực lực này, có thể ứng phó. Bọn hắn như thế một mạch vọt vào, kết quả đơn giản chỉ có hai cái. Hoặc là trực tiếp đoàn diệt. Hoặc là tổn thất nặng nề, chỉ có số người cực ít may mắn chạy ra, nhặt về một cái mạng. Khoa trương từ công sự che chắn sau đi ra trực tiếp hướng đi những cái kia đóng tại ga điện ngầm ngoại vi, sát ý còn chưa biến mất, từng cái bụng đói kêu vang cấp thấp zombie. Zombie vương giả uy áp triển lộ. Chuẩn bị tự mình động thủ. Tới, ngồi thu ngư ông thủ lợi thời điểm, lập tức liền phải đến. Chương 22, món ăn khai vị tới. Khoa trương nghênh ngang, trực tiếp đi tới ga điện ngầm phía trước. Bá đao theo sát tại sau lưng, lại vẫn luôn rớt lại phía sau nửa bước, không có đi đến đằng trước, lấy đó đối với thi vương tôn kính. Trống lẽ tẻ tiếng trống vang lên. Nhìn thấy lại có động tĩnh truyền đến, vừa mới trải qua một vòng chiến đấu thi nhóm, nhau nhau đem vẫn đục ánh mắt tỏa tới, một chút thậm chí còn từ trong cổ họng phát ra gầm nhẹ, tràn ngập ý uy hiếp. Muốn lệnh bọn này đột nhiên đến đồng loại, biết khó mà lui, trời đi lãnh địa của bọn hắn. Nhưng những thứ này kháng nghị tiếng trống rất nhanh liền không chắc chắn khí, dần dần biến mất vô tung. Không hắn, chỉ vì khoa trương triển lộ ra thuộc về hắn vương giả uy ác, tại quân vương cấp tiềm lực ngũ giai thi vương trước mặt những thứ này bồi hồi tại ga điện ngầm lối vào zombie chẳng qua là thấp kém hạ tiện thứ phẩm nơi nào có tư cách dám cùng chân chính vương giả khiêu chiến thế là theo khoa trương ánh mắt từng cái đảo qua trong đám thi thể zombie bất luận là ngơ ngơ ngắt ngắt linh dai, vẫn là hơi mạnh chút nhất giai nhị giai đều rối rít tại bản năng điều khiển quỳ xuống đất dập đầu biểu thị từ đây thần phục với khoa trương dưới trướng đứng lên khoa trương làm cho những này vừa thu phục tiểu đệ đứng dậy. Thi nhóm không dám thất lễ, tại mấy cái nhị gia zombie dẫn dắt phía dưới, tuần tự đứng lên. Đồng thời đem ga điện ngầm chung quanh bao vây lại. Ở giữa rộng rãi nhất chỗ, lưu cho bọn chúng tôn kính thi vương đại nhân. Khoa trương đứng ở chính giữa. Không nhúc nhích. Cứ như vậy nhìn chăm chú ga điện ngầm cái kia trục dai xuống dưới cửa vào. Yên tĩnh chờ đợi ga điện ngầm bên trong động tĩnh lắng lại. Mà từ ga điện ngầm tầng thứ nhất. Bây giờ mang hùng mấy người hắc sát sẽ trở thành viên, đã là tiếng thối lưỡng nan, đi lại duy gian. Bọn hắn vốn cho rằng, ga điện ngầm tầng thứ nhất coi như biết càng hung hiểm một chút, nhưng cũng sẽ không so phía ngoài thi nhóm nguy hiểm bao nhiêu. Nhưng sự thật lại là vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Ga điện ngầm tầng thứ nhất tụ tập đại lượng bị năng lượng hấp dẫn mà đến biến dị hung thú. Không chỉ có số lượng khổng lồ, hơn nữa chủng loại nhiều. Mang hùng bọn người nhìn thấy, có một đầu toàn thân xanh biếc, mọc ra từng vòng từng vòng màu trắng hình cái vòng hoa văn cổ quái trường xà, lập tức quay quanh nổi một cái cùng hắc xi si không lớn bao nhiêu màu xám đậm chuột vừa định ăn như gió cuốn cũng là bị một tấm từ trên trời giáng xuống ngân sắc lưới lớn bao lại ngay sau đó một cái cùng xe con không lớn bao nhiêu trắng như tuyết nhận đem lưới lớn kéo lên bắt đầu hưởng dụng xanh biết trường xà cùng màu xám đậm chuột sinh động diễn ra cái gì gọi là bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu mà tương tự như vậy tràn diện cơ hội thời thời khắc khắc đều tại ga điện ngầm trong tầng thứ nhất phát sinh hơn nữa bởi vì những quái vật này cũng là bị bảo vật năng lượng ba động hấp dẫn mà đến đều nghĩ đem bảo vật căn cứ vì bản thân đầu. Bởi vậy, đối với bất luận cái gì đột nhiên xuất hiện sinh vật, đều ôm lấy địch ý mãnh liệt. Mang hùng bọn người đằng đằng sát khí xông vào, lập tức kinh động đến những thứ này chiếm cứ tại ga điện ngầm trong tầng thứ nhất hung thú quái vật, trong lúc nhất thời lọc vào mãnh liệt vây công. Hung thú số lượng khổng lồ, bình quân đẳng cấp cũng càng cao. Mang hùng những người này ở đây hắc sát trong hội coi là tinh nhuệ. Nhưng đối mặt loại tràn diện này cũng là không chịu nổi một kích. Mới một lát sau, đội hình liền bị tre và mang mọc, liên tục không ngừng hung thú thế công đánh tan những người này không thể không từng người tự chiến kết bè kết đội cũng không là đối thủ dưới mắt tán thành đầy thiên tinh mang hùng bọn người thì càng không phải đại lượng hung thú đối thủ a à a à. ngươi không được qua đây a à. hừ 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 a a a a theo từng tiếng kêu thảm tại khác biệt chỗ liên tiếp vang lên từng người từng người hắc sát sẽ trở thành viên lần lượt bị hung thú quái vật giết chết đội ngũ quy mô trong nháy mắt chỉ còn lại một nửa chỉ còn lại mang hùng khỉ ốm, bưu tử, hoa hồng cùng với hai người khác. Nhưng những người này trên thân cũng đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Sức chiến đấu có chỗ trượt. Mấy người không cam lòng còn nghĩ nếm thử, xem có thể hay không xông ra trùng vây, tiến vào tầng thứ ba. Nhưng rất nhanh. Trong đội ngũ số lượng không nhiều nhị giai tiến hóa bưu tử, đã trúng cái kia tuyết online băng kiên nhận cạm bẫy. Cả người bị mạng nhện quấn quanh. Lại bị tuyết online băng kiên nhận một đôi răng độc hung hăng cắn một cái. Rót vào số lớn nọc độc. độc còn không có phản ứng lại ngay tại chỗ mất mạng bưu tử không họ tử hồ bi bi thương âm thanh quanh quẩn từ mới vừa bắt đầu những thứ này hắc sát biết thành viên cũng đã có rút lui ý nghĩ dù sao nói một cách thẳng thừng bất quá là một đám mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được đám ô hợp ngay từ đầu cũng là tiếp phân hội trưởng mệnh lệnh nửa lấy lòng nữa không tình nguyện đi tới nơi này muốn tìm kiếm cái kia ngay cả chân diện mục cũng không biết bảo vật vốn cho rằng sẽ không quá mức nguy hiểm nhưng trên thực tế lại là xuất sư bất lợi bây giờ bưu tử chết trở thành đè sập lạc đà một cọng cỏ cuối cùng mang hùng bọn người cũng lại không tiếp tục chờ được nữa cũng không để ý cái gì phân hội trưởng mệnh lệnh lập tức thay đổi phương hướng nghĩ muốn trốn khỏi tòa này có thể so với địa ngục ga điện ngầm đến nỗi phân hội trưởng trách phạt nói đùa đều mẹ nó sắp chết đến trước mắt ai còn e ngại trừng phạt chơi cái gì mệnh a à? thế là mang hùng khỉ ốm Hoa Hồng còn có mặt khác hai cái nhất giai thành viên, nhau nhau hướng về lúc tới cửa vào, đồng thời cũng là phương hướng lối ra chạy trốn. Nhưng mà, tiến vào dễ dàng ra ngoài khó khăn. Mang Hùng bọn người rất nhanh liền bị đông đảo bụng đói kêu vang, tức giận không thôi hung thú đuổi kịp. Chỉ lát nữa là phải toàn quân bị diệt. Chạy ở phía trước nhất Mang Hùng bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía rơi vào đội ngũ sau cùng nữ nhân diêm dúa Hoa Hồng, tiếp đó không chút do dự trực tiếp ra tay. Một quyền cắt đứt Hoa Hồng một cái chân. A a a. Mang Hùng ngươi dám phản bội lão nương hoa hồng kêu thảm bị đánh gãy chân nàng bây giờ chỉ có thể dùng hai tay bò dường như là muốn chạy trốn ga điện ngầm lại có lẽ là muốn lôi lấy mang hùng cùng nàng đồng quy vô tận nhưng mang hùng ánh mắt hung ác lại đạp vỡ hoa hồng hai tay nhổ một bãi nước miếng cười lạnh nói hoa hồng đừng tưởng rằng cùng lão tử từng lên giường liền mẹ nó không tầm thường thối biểu tử một cái thôi mới vừa rồi còn dám uy hiếp bờ lão tử muốn cho phân hội trưởng đâm thọc ngươi liền đến âm tàu địa phủ đi đâm thọc A. Nói xong. Mang hùng liền cũng không quay đầu lại chạy mất. Mà khỉ ống chờ đội ngũ những người khác, đối với cái này cũng đều nhìn như không thấy. Chỉ để lại tay chân tẩn phế hoa hồng, bị đuổi kịp tới hung thú kéo đi, thôn vệ. Trước khi chết đều còn tại không ngừng nguyền rủa. Mang hùng. Còn có các ngươi tất cả mọi người. Các ngươi sống không được quá lâu, lão nương ngay tại phía dưới chờ các ngươi, kiệt kiệt kiệt. Nhưng loại này chỉ mắng, mỗi một tên hắc sát sẽ trở thành viên đều nghe qua vô số lần, chưa bao giờ để ở trong lòng. Bây giờ, mang hùng bọn người chỉ có thuận lợi chạy thoát, nhặt về một cái mạng vui sướng. Theo bất ngờ cầu thang, bước nhanh vọt ra khỏi ga điện ngầm. Một lần nữa nhìn thấy bầu trời mờ mờ. Cùng với đột nhiên dịu dàng ngoan ngoãn, quy củ làm thành một vòng đứng tại ga điện ngầm chung quanh thi nhóm, cùng hai cái đứng ở chính giữa thân ảnh. Mang hùng đám người nhất thời sững sờ tại chỗ. Nghi ngờ trong lòng ngàn vạn rõ ràng vừa rồi những thứ này zombie còn vô pháp vô thiên, bây giờ như thế nào trung thực đã có chút quỷ dị. Tự hồ lấy người trẻ tuổi này vi tôn. Mà đối diện. Nhìn thấy mang hùng bọn người xuất hiện. Hai tay ôm ngực khoa trương, đối với bên cạnh bá đao nghiêng đầu một chút. Nhìn, món ăn khai vị tới. Chương 23, bá đao tấn thăng. Món ăn khai vị tới. Khoa trương dùng một loại rất có hứng thú ánh mắt, nhìn về phía mới vừa từ ga điện ngầm bên trong nhặt về một cái mạng hắc sát hội chúng người, giống như là tại nhìn một bàn thức nhắm. Loại thái độ này, lập tức gây nên mang hùng đám người lửa giận. Lấy một thân khối cơ thịt tự hào mang hùng, lúc này đứng dậy, chỉ vào khoa trương lời nói ra không cam lòng. Tiểu tử, lời này của ngươi có ý tứ gì, có loại nói thêm câu nữa. Mang hùng chỉ có tàn nhẫn nhưng mưu trí cũng không tính nhô ra. Chỉ coi khoa trương là trẻ tuổi nóng tính tiếng hóa giả. Cũng không quá để vào mắt. Ngược lại là một bên khỉ ốm, đầu tiên là nhìn quanh bốn phía rất cung kính thi nhóm, lại trọng điểm quan sát một chút áo mũ chỉnh tề khoa trương, cùng với sau lưng cổng lấy hai em mờ trảm mã đao bá đao. Tương đối thông minh khỉ ốm trong đầu, dần dần hiện ra một cái suy nghĩ kỹ càng ngờ tới. Âm thanh rung rẩy lấy. Mang hùng. Hắn giống như không phải nhân loại, càng giống là. Zombie. Zombie. Lời vừa nói ra. Tại chỗ hắc sát sẽ người đều là giật nảy cả mình. Tiếp đó cũng nhao nhao gấp hơn cẩn thận quan sát khoa trương vài lần. Trẻ tuổi anh Tuấn, tóc đen mắt đỏ, áo mũ chỉnh tề, không giận tự uy. Nếu như nói thật là zombie mà nói, như vậy những thứ này đặc thù đối ứng zombie cũng chỉ có một vị. Long cảnh thi vương. Cái kia bị quan phương chỗ tránh nạn xác lập vì S cấp uy hiếp bờ, thống trị một mảnh trọng tai khu kinh khủng thi vương. Không, không có khả năng. Long cảnh thi vương không phải tại phố cách vách khu sao, làm sao sẽ tới nơi này. Chẳng lẽ, hắn cũng là hướng về phía ga điện ngầm bảo vật tới. Xong đời lần này xong đời. Cũng bố như vậy tồn tại sợ là liền phân hội trưởng đại nhân đều khó mà ứng đối chúng ta lần này chết chắc a à. xác nhận khoa trương thân phận mang hùng khỉ ốm đám người nhất thời người đổ mồ hôi lạnh trên mặt cũng đều hiện ra vẻ tuyệt vọng mở trò đùa quốc tế gì rõ ràng mới từ ga điện ngầm cái kia trong địa ngục trốn ra được làm sao lại đâm đầu vào đụng vào chờ đợi đã lâu thi vương nữa nha chẳng lẽ còn thực sự là bởi vì hoa hồng trước khi chết nguyền rủa đó trong lúc nhất thời mang hùng bọn người trong lòng là suy nghĩ ngàn vạn áp suất thành tinh hoa sau đó cũng chỉ có một chữ hối hận hối hận trước đây đón lấy vân hội trưởng mệnh lệnh sớm biết liền xem như bị đánh chết chết bên ngoài từ mái nhà nhảy đi xuống bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không lội cái này bãi vũng nước đục chỉ tiếc trên thế giới này không có nếu như nhìn thấy những người này tái nhật vẻ mặt sợ hãi khoa trương ngược lại có chút mất hết cả hứng đối với mang hùng những thứ này hát sát sẽ người cảm thấy có chút vô vị xem ra bất luận là người bình thường vẫn là làm ác vô số cặn bã xã hội. Tại trước mặt tử vong, đều biết toát ra bản năng sợ hãi. Thế là, khoa trương phân phó nói, đều thu thập đi. Nghe vậy, đã sớm không kịp chờ đợi muốn đại khai sát giới một phen bá đao, lúc này lĩnh mệnh. Một cái gỡ xuống sau lưng cái thanh kia dài 2 mét trảm mã đao. Nhị giai đỉnh phong khí tràn phát ra. Từng bước từng bước. Hướng về rung rẩy mang hùng mấy người chậm rãi bước tiến. Đồng thời, những cái kia đứng bên ngoài thi nhóm, cũng theo bá đao từng bước ép sát mà một chút hướng vào phía trong co vào. Tựa như thiên la địa võng đồng dạng. Triệt để đoạn tuyệt mang hùng bọn người tất cả đường lui. Lui không thể lui. Sắp chết đến nơi mang hùng bọn người, giống như là áp suất đến cực hạn lại chợt buông ra lò xo, triệt để kích phát tất cả hung tính. Vậy mà chủ động gào thét lớn đồng loạt vọt lên. Thi vương lại như thế nào? Trước khi chết lão tử cũng muốn kéo một cái chịu tội thay. Ha ha ha. Đủ loại gần như bị biên gào thét vang lên, mang hùng, chỉ ốm mấy người hắc sát sẽ trở thành viên đồng thời đối với bá đao ra tay, mưa toan lấy nhiều đánh ít, tốc chiến tốc thắng. Nhưng một trận chiến đấu kết quả cũng không chỉ nhìn số người. Nhân tố quyết định còn có rất nhiều. Tỷ như, mang hùng bọn người vừa mới trải qua 2-3 vòng chém giết, đội ngũ quy mô chỉ còn dư một không đến. Hơn nữa mỗi mang thương, sức chiến đấu không đủ toàn thịnh thời kỳ 50 đến 60%. Có thể nói là toàn viên đại tàng. Trái lại bá đao vẫn luôn là bí mật quan sát, dĩ dật đãi lao đầy máu đánh một đám đại tàng Còn không phải dễ như trở bàn tay. Bịch. Kim thiết va chạm oanh minh bắn ra. Cầm trong tay trả mã đao bá đao, quả nhiên là lực lớn vô cùng, bá khí khó khăn cản. Trực tiếp bổ ra hắc sát sẽ một cái nhất giai thành viên, phát động kim hệ dị năng ngưng tụ mà thành sắc thép tấm trắng. Đồng thời dở xuống thứ nhất đầu cánh tay. Để tên này nhất giai thành viên kêu đau không ngừng, máu chảy ồ ạt. À. Cái này vẫn chưa xong. Cảm ứng được sau lưng truyền đến sát cơ bá đao lúc này quay người trốn tránh. Nặng đến trăm cân trảm mã đao cũng không thể trở ngại tốc độ kia, bằng vào cảm giác bén nhạy, bá đao thuận lợi né tránh kỹ ốm cái kia bay vụt đến từng cây băng trùy. Đồng thời lại cùng mang hùng thiết quyền sượt qua người. Tại giao thoa lúc, còn bay lên một cước, hung hăng đá vào mang hùng ngực, đem hắn đạp ngã xuống đất. Hóa giải thế công. Bá đao thừa thắng xông lên. Đầu tiên là vung vẩy trảm mã đao, lấy một chọi hai. Đè lên cái kia hai cái người bị trọng thương nhất dai hắc sát sẽ trở thành viên, chính là một trận cuồng chặt. Trảm mã đao loại này vũ khí hạng nặng, tại cổ đại vốn là đối phó kỵ binh lợi khí, dùng tại trên thân người càng là lau tức thương, đập lấy tức tử, thỏa đáng siêu mẫu vũ khí lạnh. Người bình thường căn bản không sai khiến được. Nhưng bá đao khi còn sống liền sẽ võ học, thức tỉnh vẫn là đao pháp dị năng. Bởi vậy ngược lại là có thể phát huy ra trảm mã đao toàn bộ uy lực. Bá bá bá. Đao quang lấp lóe. Trảm mã đao khoa trương lưỡi đao tiến quân thần tốc nhẹ nhõm phá vỡ cái kia hai cái nhất giai thành viên trăm ngàn lỗ thủng phòng ngự tiếp đó bá đao phát lực trực tiếp chém ngang lưng bốn cái chân còn đứng ở tại chỗ thế nhưng hai cái nhất giai thành viên nửa người trên lại là đã bay ra ngoài từ trong đứt gãy lồng ngực còn có số lớn máu tươi cùng nội tạng mảnh vụn vẫy xuống đi ra lệnh khỉ ốm cùng mang hùng toàn thân phát lạnh lại là càng thêm kích phát bá đao sát ý chọc thủng một tầng bức tường ngăn cản từ nhị giai đỉnh phong đột phá đến tam giai lại tiếp đó không có bất kỳ cái gì lo lắng. Tấn thăng đến tam giai sau bá đao, thực lực càng khủng bố hơn, hai ba lần liền đem chỉ ốm cùng mang hùng hai người tháo thành tám khối. Lại đem những người này trong tim, còn có đánh giết đào được năng lượng kết tinh, tổng cộng hơn 30 khỏa. Toàn bộ đào lấy vơ vét đi ra, trình cho khoa Trương. Vừa rồi bá đao biểu hiện, nhất là thời gian chiến tranh đột phá một màn kia. Khoa Trương tất cả đều nhìn ở trong mắt. Hết sức hài lòng. Thế là tại tiếp nhận năng lượng kết tinh sau đó, vỗ vỗ bá đao bả vai, đồng thời mở miệng khen thưởng nói. Tấn thăng đến tam giai, không tệ, không uổng công phụ ta đối ngươi chờ mong. Cũng là may mắn mà có lão đại. Bá đao trong lòng vui vẻ. Đồng thời cũng không quên cho thấy cảm kích. Khoa trương dứt khoát phung tay lên, đem những người này thi thể, toàn bộ đều thưởng cho bá đao. Cái sau lập tức càng thêm mừng rỡ. Không kịp chờ đợi liền bắt đầu ăn muốn nghiến. Lưu lại bá đao cùng thi nhóm chờ ở bên ngoài. Khoa trương một bên đem năng lượng kết tinh xem như hạt dưa đập, một bên tự mình bước vào trong ga điện ngầm, chuẩn bị tự mình động thủ cơm no áo ấm, cướp đoạt ở vào ga điện ngầm chỗ sâu nhất bảo vật. Trống. Tiếng trống vẫn như cũ. Ga điện ngầm tầng thứ nhất đông đảo biến dị hung thú cùng biến dị trùng tộc, bây giờ là nộ khí chưa tiêu. Tại phát hiện khoa trương một giây sau. Liền lại sát khí bừng bừng hội tụ đi lên. Muốn đem cái này chỉ không biết trời cao đất rộng, dám xâm nhập ga điện ngầm zombie, triệt để thôn vệ, không lưu cạn bã cầu phiếu đề cử, cầu truy đọc. Chương 24, không cách nào ngăn cản. Đã mất đi điện lực, thiết bị chiếu sáng toàn bộ bãi công, nếu là người bình thường nhìn lại, ga điện ngầm bên trong khắp nơi đều là đen kịch một màu. Nhưng liền tại đây trong bóng tối, lại là có từng đôi điểm sáng, lộn xộn bừa bãi nạm, phóng xuất ra không che giấu chút nào địch ý cùng sát ý, ngẫu nhiên lấp lóe. Không cần phải nói. Những điểm sáng này chủ nhân, chính là chiếm cứ tại ga điện ngầm tầng thứ nhất đông đảo quái vật. Tinh hồng con ngươi hơi hơi mở lớn, đông đảo biến dị hung thú cùng biến dị trùng tộc liền rõ ràng đập vào tầm mắt một cái từ hình dung quần ma loạn vũ đối mặt đột nhiên xông vào khoa trương những thứ này sinh vật biến dị cảm nhận được uy hiếp bờ chần chờ một cái chớp mắt sau đó liền lập tức tựa như như thủy triều dâng lên người người dương nanh múa vuốt hung ác ác sát ồn ào khoa trương khẽ nhíu mày mặc dù những quái vật này số lượng không thiếu nhưng vẫn cũ không lọc nổi mắt xanh của hắn những cái kia có uy hiếp bờ ý vị gầm rú truyền vào trong tai chỉ có thể cảm thấy ầm ỉ, không có bất kỳ cái gì cảm giác nguy cơ. Tinh thần niệm lực phóng thích. Ông. Vô hình ba động khuếch tán. Trong chớp mắt, cũng đã bao trùm hơn phân nửa ga điện ngầm tầng thứ nhất, tạo thành một tòa tinh thần lực trường. Cùng lúc đó, khoa trương thi vương uy áp, cũng bao phủ ra. Mặc dù địch nhân trước mắt không phải zombie, không cách nào bằng vào uy áp trực tiếp thu phục, nhưng ngũ giai đẳng cấp ưu thế, vẫn như cũ đối với mấy cái này quái vật rất có lực chấn nhiếp. Chỉ thấy theo uy áp khuếch tán phương viên trong vòng trăm thước sinh vật biến dị lập tức đều bị uy áp bao phủ nhất giai nhị giai sinh vật biến dị bởi vì tiến hóa trình độ tương đối cao lại thêm chủng tộc khác biệt cho nên còn có thể miễn cưỡng hành động giữ lại có nhất định sức chiến đấu thế nhưng chút ở vào tầng dưới chóc linh giai sinh vật biến dị đối mặt khoa trương thi vương uy áp liền không có chút sức chống cự nào linh trí yếu nhất biến dị trùng tộc cơ hồ toàn bộ hôn mê đại lượng phi trùng rơi xuống không thiếu bò sát không nhúc nhích hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ chỉ có thể mặc cho kẻ bị giết. Biến dị hung thú cũng là lạnh rung phát động, toàn bộ đều nằm rạp trên mặt đất, thậm chí có chút còn phát ra cầu xin tha thứ lấy lòng tru tréo. Hy vọng có thể để cho trước mặt vị này cường đại thi vương tha chính mình một mạng. Đối với đám hàng này, khoa trương chỉ là nhàn nhạt liếc qua. Tiếp đó tinh thần niệm lực trấn áp xuống, bất luận rắn, côn trùng, chuột, kiến, toàn bộ diệt sát. Chỉ một thoáng. Ga điện ngầm trong tầng thứ nhất tràn diện vô cùng huyết tinh. Huyết dịch, dịch thể chờ rắn, côn trùng, kiến dịch thể phun ra khắp nơi đều là thậm chí đều có thể trên mặt đất chảy xuôi thành từng cái dòng suối nhỏ đem từng cổ bị nặng tựa vạn cân tinh thần niệm lực ép thành bánh tráng thi thể từng cái sâu chuỗi tiếp đi ra Vẹn vẹn một cái ý niệm công phu Gia điện ngầm trong tầng thứ nhất gần như sáu thành địch nhân liền bị tiêu diệt hầu như không còn chỉ còn lại sau cùng một nhóm tinh nhuệ may mắn tại trong vừa rồi tinh thần niệm lực trấn áp trốn qua một kiếp trống tức giận gào thét vang lên lần nữa ý thức được lần này thi vương, thực lực xa không phải vừa rồi những cái kia nhân loại có thể so sánh với, đơn giản chính là thiên địch của chúng. Còn lại những thứ này nhất gia nhị gia sinh vật biến dị, đang sợ hãi tác dụng phía dưới, nhau nhau lựa chọn liên thủ. Đồng thời đối với từng bước đi tới khoa trương phát động công kích. Nhất gia răng nanh thỏ chợt nhảy lên, vẽ ra trên không trung một đạo đường cong, cái kia hai đôi so dao cạo còn sắc bén răng cửa, thẳng đến khoa trương cổ mà đi, muốn đem động mạch cổ cắn đứt. Nhưng vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống cái này mấy cái nhất dai răng nanh thỏ liền bị tinh thần lực trường bắt được. Nhưng ngừng lại giữa không trung. Tự nhiên không dưới, dãy dãy dụa mà không thoát. Chỉ có thể trường lớn ánh mắt đỏ thắm, nhìn xem khoa trương dùng tinh thần niệm lực xé mở lồng ngực, đem trong tim năng lượng kết tinh một chút đào lên, phóng tới trong miệng nhai thành bụi phấn, đều nuốt xuống. Cuối cùng. Phù 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 phù. Tinh thần niệm lực câu thúc tiêu thất. Cái này mấy cái nhất dai răng nanh thỏ thi thể rơi xuống trên mặt đất. Mà khoa trương nhưng là đã đi về phía trước một khoảng cách lớn, tại càng nhiều biến dị hung thú cùng biến dị trùng tộc bên trong, tựa như sát thần đồng dạng, đại sát tứ phương. Đây là một hồi thiên về một bên nghiền ép. Ngũ giai đẳng cấp khoa trương, tinh thần niệm lực đã đạt đến tình cảnh một cái tương đương cường hãn. Bây giờ đem tinh thần niệm lực hóa thành một phương lực trường. Không chỉ có thể thời khắc nắm giữ lực trường bên trong bất luận cái gì nhỏ xíu gió thổi cỏ lay, càng là có thể thi triển tinh thần niệm lực, tiến hành đủ loại đủ kiểu thao tác. Trống. Hai cái nhị giai bảo các chó dại nhào tới. Dự định lập lại chiêu cũ kết quả cũng đồng dạng là bị tinh thần lực trường tù khốn ngay tại chỗ, không thể động đậy, không cách nào tránh thoát. Bất quá! Đây chỉ là một ngụy trang. Khoa trương đột nhiên cảm thấy được, đỉnh đầu của mình, có một con xe hơi nhỏ lớn nhỏ, toàn thân ngân bạch con nhện lớn, đã dệt ra một tấm trắng như tuyết lưới lớn. Bây giờ đang muốn đột nhiên thả xuống, đem chính mình tại chỗ bao phủ, mất đi năng lực hành động. Ngược lại là còn có thể hiểu phối hợp, khó trách vừa rồi mấy cái kia hắc sát người biết, sẽ bị làm cho chật vật như vậy. Khoa trương cười khẽ tìm được mang hùng bọn người tử thương thảm trọng nguyên nhân. Ngay sau đó, tại trắng như tuyết mạng nhện rơi xuống phía dưới nháy mắt. Cả người tại tinh thần niệm lực thôi thúc dưới, chợt lui về sau một mảng lớn, nhẹ nhõm né tránh lần này đánh lén. Cái này vẫn chưa xong. Né tránh lưới lớn sau, khoa trương lại đưa tay một trảo. Tinh thần niệm lực lập tức khống chế lại cái kia trương tuyết online băng kiên nhận vừa mới dệt ra lưới lớn, tiếp đó hướng về bên cạnh hất lên, trực tiếp bao phủ muốn lên phía trước bổ đao ba con biến dị mèo hoang màu ngà sữa lại rất có dẻo dai tơ nhện khó mà phá hư ba con biến dị mèo hoang bị một mẻ hốt gọn khoa trương thuận tay liền moi ra ba viên năng lượng kết tinh tiện tay ném vào mặt ngoài trong không gian tiếp đó nhìn về phía còn lại những cái kia sinh vật biến dị khóe miệng vung lên một vòng nguy hiểm đường cong trống ngắn ngủi mấy lần giao thủ không những không thể đối với cái này thi vương tạo thành tổn thương bao lớn ngược lại là bọn chúng đám hung thú này trùng tộc tử thương thảm trọng giờ khắc này vốn là còn khí thế hùng hổ đằng đằng sát khí đông đảo sinh vật biến dị dần dần bị sợ hãi lý trí chiếm cứ thượng phong không còn giống vừa rồi như thế vô luận như thế nào đều phải giết khoa trương tiếp đó ăn sống thịt bây giờ những thứ này sinh vật biến dị càng nhiều là đánh lên trống nuôi quân thái độ cũng là ôn hòa kính cẩn nghe theo rất nhiều muốn dùng cái này để diễn tả thành ý hy vọng có thể để cho vị này cường đại đến kinh khủng thi vương tha cho chúng nó một mạng không đến mức đuổi tận giết tuyệt nhưng rất đáng tiếc khoa trương từ vừa mới bắt đầu không có ý định buông tha ga điện ngầm ngoại vi cùng với nội bộ tất cả sự vật. Đoạt được bảo vật tất nhiên trọng yếu. Bất quá những thứ này sinh vật biến dị thi thể, đồng dạng cũng là không tệ huyết nhục. Có thể dùng đến nhanh chóng bồi dưỡng tiểu đệ. Thế là, khoa trương không có buông tha những cái kia chó vẫy đuôi mừng chủ sinh vật biến dị. Dĩ vô pháp ngăn trở tư thái. Cường ngạnh ngược sát lên ga điện ngầm trong tầng thứ nhất tất cả sinh vật biến dị. Máu chảy thành sông, thay ngã khắp nơi. Tinh thần niệm lực những nơi đi qua, thập tử vô sinh mới ngắn ngủi mấy phút thời gian chiến đấu liền tuyên bố kết thúc khoa trương lấy tay thăng lau tại sát lục quá trình bên trong trên bàn tay dính vào mấy khối huyết điểm tiếp đó thỉnh thúc dục búng tay một cái lạch cạch trong tầng thứ nhất hơn mấy trăm cổ tàn khuyết không đầy đủ không còn hình dạng mạo thi thể liền bị khoa trương thu vào tinh hạch đào ra tự cho là đúng trên thi thể huyết nhục thì lưu làm mời chào bồi dưỡng zombie tiểu đệ chất dinh dưỡng chương 25, mươi hủ độc cự hạt khiếp đảm khuyết sắc tinh thạch tới tay khuyết sắc tinh thạch tới tay tiến hóa qua thị lực cho dù là đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối cũng đều có thế sáng như ban ngày ga điện ngầm đen như mực tự nhiên không coi là cái gì ánh mắt tuần sát tinh thần niệm lực cảm giác tại xác nhận toàn bộ trong tầng thứ nhất không tồn tại nữa bất luận cái gì sinh vật biến dị sau đó khoa trương chậm rãi đi đến một chỗ lúng phế tích trước mặt ở đây chính là thông hướng tầng tiếp theo đầu bậc thang theo lý mà nói rất nhiều hung thú trùng tộc, tại tầng thứ nhất chém chém giết giết, rất dễ dàng liền sẽ phá hư bức tường, tạo thành đổ sụp. Vừa vặn ngăn chặn tiến vào tầng tiếp theo cầu thang, cũng không phải là không thể được. Nhưng quan sát tỉ mỉ khoa trương lại là có thể chắc chắn. Trước mắt chỗ này sụp đổ. Mặc dù cũng là người vì. Nhưng tuyệt không phải lơ đảng mà thôi. Tương phản. Là một cái tồn tại nào đó đi xuống lầu sau, vì trở ngại kẻ đến sau cũng theo cái thông đạo này theo đuôi mà tới, mà cố ý phá hủy, đến nỗi làm như thế hắc thủ sau màn cũng không cần nhiều đoán. Chỉ có một cái khả năng. Đó chính là một mực bá chiến tầng thứ hai cái kia tam giai trùng tộc. Hủ độc cự hạt. Phía trước bá đao đã từng sát tiến đi qua một lần. Mặc dù bị đánh lui. Nhưng vẫn là cho hủ độc cự hạt lưu lại bóng ma, lúc này mới phủ kín cửa vào, hy vọng có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, chấm dứt hậu hoạn. Bất quá. Loại thủ đoạn này đề phòng khắc sinh vật biến dị, có lẽ vấn đề không lớn. Nhưng đối mặt khoa trương chỉ có thể nói là có chút không biết tự lượng sức mình. Gần như vạn năng tinh thần niệm lực vừa thi triển, người người nặng đến mấy tấn trầm trọng lúng khối, liền bị cưỡng ép đem đến một bên. Ung ùng đập xuống đất, vung lên một hồi bụi trần. Mà cái kia thông hướng ga điện ngầm chỗ sâu nhất, cũng chính là tầng thứ hai cầu thang, cũng là cuối cùng lộ ra ở khoa trương trước mắt. Âm u, ẩm ướt, huyết tinh, mùi hôi. Đủ loại đủ kiểu cảm thụ phối hợp pha trộn, xông vào xoang mũi đồng thời còn kích thích thị giác, mang đến hơi cảm giác xấu nhưng khoa trương mặt không đổi sắc, không lên tiếng bước chân tại yên tĩnh trong không gian quanh quẩn, cứ như vậy mười bậc xuống, đi tới bảo vật địa điểm, chính mắt thấy phía trước dùng tinh thần niệm lực cảm giác qua hình ảnh, đâm cháy đoàn tàu, sụp đổ đường hầm, máu đỏ tinh thạch, cùng với trận địa sẵn sàng đón quân địch hủ độc cự hạt, T. trầm thấp tiếng lách tách vang lên, tam giai hủ độc cự hạt duy trì cảnh giác phòng ngự tư thế, một đôi càng cua đại khai đại hợp, có thể bẻ gãy sắt thép, sắt bén đuôi châm cũng là nhổng lên thật cao tự hồ nổi lên rất có tính ăn mòn nọc độc. Vừa rồi phía trên động tĩnh, cái này chỉ hũ độc cự hạt không có khả năng cảm giác không đến, bởi vậy làm ra cử động này là trong dự liệu. Nhưng để cho khoa trương bất ngờ là, tại cái này chỉ dài đến 5 m hũ độc cự hạt trên lưng. Lại còn nằm sắp mấy chục trên trăm con màu trắng sữa bọ cạp ấu trùng. Khoa trương tập trung nhìn vào. Những bò cạp này ấu trùng tự hồ vừa mới phu hóa không lâu, bên cạnh liền có mấy cái lưu lại trứng trùng nửa chôn dưới đất. Bây giờ, những bò cạp này ấu trùng tầng tầng lớp lớp ké vào tam giai hũ độc cự hạt trên lưng yếu ớt hấp thu trong không khí những cái kia tiêu tán đi ra ngoài một chút năng lượng từ đó lấy tương đối nhanh tốc độ lớn lên phát dục mãi đến có thể rời đi mẫu thân độc lập sinh tồn xem ra phủ kín cửa vào không chỉ có ngăn cản những sinh vật khác cướp đoạt tinh thạch mục đích đồng thời cũng là vì bảo hộ những thứ này vừa mới phu hóa đi ra ngoài ấu trùng khoa trương sờ cầm một cái nhìn về phía hũ độc cự hạt ánh mắt biến đổi cũng không chủ động ra tay mà là tản mát ra ngũ giai thi vương uy áp lấy đó nhắc nhở, tiếp đó trực tiếp hướng về khó coi đoàn tàu sát bên trong đi đến. Quang Minh chính đại chuẩn bị lấy đi nơi đây duy nhất, cũng là bảo vật trân quý nhất. Huyết sắc tinh thạch. Hủ độc cự hạt nhìn xem khoa trương một chút hướng huyết sắc tinh thạch đi đến. Là vừa lo lắng lại không cam lòng lại không thể làm gì. Lo lắng là chính mình thèm nhỏ giải đã lâu bảo vật, có thể hướng tầng thứ cao hơn tiến hóa tinh thạch, cứ như vậy sắp bị đoạt đi. Không cam lòng là rõ ràng là chính mình tới trước, nhưng bởi vì đẳng cấp không đủ không cách nào hấp thu dẫn đến tiện nghi kẻ đến sau không thể làm gì là bởi vì hủ độc cự hạt biết mình cùng vị này ngủ giai thi vương thực lực sai biệt không nói đến hủ độc cự hạt mới vừa vặn hoàn thành đẻ trứng phu hóa chuỗi này quá trình đang đứng ở trạng thái hư nhược sức chiến đấu chỉ có thể có thể so với nhị giai đỉnh phong không bằng lúc trước đánh lui bá đao thời kỳ liền xem như có ba bốn thời kỳ toàn thịnh hủ độc cự hạt cùng tiến lên cũng đều không thể nào là khoa trương đối thủ chỉ có thể nhiều chống cự một hồi tiếp đó liền bị từng cái xử lý, cuối cùng chết không toàn thay. Bởi vậy, tại đó cũng không tính đầu óc thông minh, quyền hành một phen lợi và hại sau đó. Hữu độc cự hạt cuối cùng vẫn khuất phục ở khoa trương dưới dâm uy. Bị thúc ép từ bỏ thủ vững đã lâu huyết sắc tinh thạch. Không còn gắt gao ngưng thị. Mà là cổng một đoàn ấu trùng, yên lặng lui trở về âm u ẩm ướt xó xỉnh, yên tĩnh chờ đợi vị này cường đại thi vương đạt tới mục đích sau rời đi. Hủ độc cự hạt những biến hóa này tự nhiên đều chăn lót mở tinh thần niệm lực khoa trương, cảm giác đến nhất thanh nhị sở. Mà khoa trương cũng đối với nó biểu hiện tương đối hài lòng. Trong lòng cũng càng sửa lại ý nghĩ. Không có ý định đối với hũ độc cự hạt nhanh chóng giết sạch, mà là có ngoài ra tính toán. Bất quá những thứ này đều không phải là đệ nhất chuyện gấp gáp. Dưới mắt trọng yếu nhất, là viên này cuối cùng cũng đến tay tự nhiên bảo vật, huyết sắc tinh thạch. Tinh thần niệm lực kéo lên viên này to bằng đầu người huyết sắc tinh thạch, lơ lửng tại trước mặt, hơn nữa chậm chậm xoay tròn để cho khoa trương có thể quan sát được mỗi một chỗ chi tiết. Chỉ có thể nói không hổ là tuần tự hấp dẫn ba vị thi vương, khổng lồ thi nhóm, vô số hung thú trùng tộc đều tranh nhau chen lấn, muốn làm của riêng tự nhiên bảo vật. Viên này huyết sắc tinh thạch ống ánh trong suốt, tinh hồng như máu. Đơn giản so hồng ngọc còn muốn càng thêm hoàng mỹ không một tì vết. Hơn nữa bởi vì là tụ tập đại lượng biến dị năng lượng cùng với huyết khí, lại tại đặc thù hoàn cảnh các loại một loạt dưới cơ duyên xảo hợp, mới tự nhiên quẩn dục mà thành bảo vật. Viên này huyết sắc tinh thạch ở trong, ẩn chứa thập phần to lớn tinh thuần năng lượng. Dựa theo mặt ngoài năng lượng giá trị chuyển đổi. Đại khái tại 3.000 điểm tả hữu. Tương đương với 300 cái nhất gia zombie hoặc tiến hóa giả, năng lượng kết tinh ẩn chứa năng lượng tổng hòa. Lại có lẽ là 30 tấn tân tiên huyết nhục. Tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Phải biết. Từ đầu giai tấn thăng đến bây giờ ngủ giai, khoa trương cũng mới chỉ thôn vệ mười mấy tấn huyết nhục mà thôi. Nếu như đem viên này huyết sắc trong tinh thạch năng lượng toàn bộ hấp thu như vậy ít nhất có thể đủ thăng liền tam giai, từ ngũ giai trực tiếp nhảy nhảy đến bát giai. Triệt triệt để để đem tất cả người cùng quái vật đều bỏ lại đằng sau. Chân chân chính chính nhanh nhân ước bộ. Nghĩ tới đây. Khoa trương liền thận trọng đem viên này huyết sắc tinh thạch, cất giữ đến mặt ngoài trong không gian. Hơn nữa là tìm một khối đất trống đơn độc cất giữ. Có thể nói hết sức xem trọng. Chỉ đợi trở lại biệt thự sau đó, liền lập tức bắt đầu luyện hóa hấp thu. Thưởng lớn tới tay. Khoa trương nhưng lại không cấp bách lập tức rời đi nơi đây mà là đem ánh mắt chậm rãi liếc nhìn đã sau thối lui đến phế tích xó xỉnh, mười phần cảnh giác cẩn thận tam giai hủ độc cự hạt. Đồng thời từng bước từng bước hướng hắn đi đến. T có uy e hiếp cùng cảnh cáo ý vị gào thét vang lên. Biến dị trùng tộc mặc dù không giống zombie có năng lực nói chuyện cơ sở, có thể rất sớm đã tiến hóa ra khả năng nói chuyện, nhưng vẫn là có thể thông qua đặc thù ba động tới tiến hành giao lưu. Mà giờ khắc này hủ độc cự hạt tiếng lách tách chính là tại cảnh giác nói. Ngươi muốn làm gì? Chương 26, ngươi cũng không muốn chính mình cùng hài tử xảy ra chuyện A. Đối mặt cẩn thận hữu độc cự hạt, khoa trương cước bộ vẫn như cũ không ngừng, từng bước tới gần. Ta muốn làm gì? Khoa trương cười cười, ngược lại đem vấn đề vứt ra trở về. Ta sẽ làm đi hoàn toàn quyết định bởi ngươi. Vị này hữu độc cự hạt nữ sĩ, ngươi cũng không muốn chính mình cùng bọn nhỏ xảy ra chuyện gì, đúng không? Hủ độc cự hạt cứng tại tại chỗ. Muốn chủ động phát động công kích, xem có thể hay không đem cái này khách không mời mà đến bức lui nhưng bản năng nói cho nàng. Nếu như lựa chọn ra tay tiến công. Như vậy bất luận là chính nàng, vẫn là trên lưng hài tử, đều chỉ có một cái kết cục, đó chính là chết. Nhưng chẳng lẽ không công kích cái này zombie thì sẽ thả chính mình một mạng. Hủ độc cự hạt trong lúc nhất thời do dự do dự. tiếng thối lưỡng nan. Không biết nên làm thế nào quyết định. Lúc này, Khoa Trương đã tới hủ độc cự hạt trước mặt, sắc bén đuôi châm cùng cực lớn càng cu uy phong lẫm lẫm, hắn lại làm như không thấy. Chậm rãi mở miệng. Ta cho ngươi một cái cơ hội. Thần phục với ta. Như vậy ngươi cùng con của ngươi đều có thể mạng sống, thậm chí còn có thế càng dễ dàng tiến hóa đến đẳng cấp cao hơn. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn cự tuyệt. Bất quá hậu quả đi. Nói đến đây. Khoa trương vung tay lên. Những cái kia vừa mới bị hắn đánh chết hung thú cùng trùng tộc thi thể, bị từ mặt ngoài trong không gian đổ ra. Tại trong phế tích xếp thành một tòa núi nhỏ. Hủ Độc Cự Hạt nhìn thấy trong thi sơn có mấy cái thân ảnh quen thuộc, nhị giai đỉnh phong tuyết online băng kiên nhận, bảo các chó dại, bích trắng cạp nông. Những thứ này trùng tộc, hung thú thực lực gần với chính nàng. Hơn nữa liền xem như Hủ Độc Cự Hạt mình muốn xử lý bọn chúng, cũng đều phải trả giá cái giá không nhỏ. Chỉ có như vậy thực lực cường đại lại số lượng đông đảo cường địch, cũng là bị trước mặt vị này thi vương nhẹ nhõm tiêu diệt. Nghĩ tới đây, Hủ Độc Cự Hạt cuối cùng cái kia một tia may mắn cũng triệt để tiêu tan thế là cung kính hơi hơi cúi đầu xuống bộ. Biểu thị nguyện ý thần phục. Rất tốt. Khoa trương đối với hũ độc cự hạt cuối cùng làm ra lựa chọn rất hài lòng. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Lập tức dị năng phát động. Một tia tinh thần niệm lực hóa thành vô hình tiêu ký. Chui vào hũ độc cự hạt đầu. Để cho hắn cảm thấy sát na hoảng hốt, tiếp đó liền khôi phục bình thường. Đây là cái gì? Hũ độc cự hạt nghi hoặc không hiểu, đồng thời cũng có chút sợ hãi cùng lo nghĩ. Linh hồn tiêu ký một bên quay người rời đi khoa trương vừa nói rõ một loại tinh thần niệm lực thủ đoạn nhỏ mà thôi lưu lại đầu của ngươi có thể kích động não bộ từ đó tăng tốc linh trí tiến hóa đây chỉ là một bộ phận linh hồn tiêu ký còn có một cái tác dụng khoa trương cũng không có nói ra đó chính là sự quyết chỉ cần hủ độc cự hạt sau này sinh ra dị tâm hắn liền có thể thông qua cái này linh hồn tiêu ký cảm giác được đồng thời trực tiếp đem đầu bộ phá hủy từ đó đem hắn đánh chết tại chỗ dù sao tâm phòng bị người không thể không mọi thứ làm nhiều một chút chuẩn bị cuối cùng sẽ không sai thuận tiện khoa trương còn cho hủ độc cự hạt một cái tên bọ cạp hậu nói chung hủ độc cự hạt hủ độc cự hạt gọi như vậy cũng tương đối khó đọc. bọ cạp hậu cái tên này thì đơn giản sáng tỏ nhiều làm xong những thứ này gia điện ngầm mục đích của chuyến này cũng đã toàn bộ đạt đến không chỉ có lấy được bảo vật huyết sắc tinh thạch hơn nữa còn thu hoạch không thiếu niềm vui ngoài ý muốn tỷ như tiêu diệt một đội hắc sát sẽ trở thành viên còn thu hoạch bọ cạp hậu cái này một thành viên thực lực cùng bá đao không phân cao thấp đại tướng. Thậm chí đợi đến sau này những cái kia bọ cạp ấu trùng lớn lên, còn có thể thành lập nên một chi hạt tử quân đoàn. Khoa trương cũng mang theo bọ cạp hậu cùng nàng trên lưng hài tử, đi ra ga điện ngầm. Bên ngoài, khi một mực chờ đợi bá đao cùng thi nhóm, trông thấy bọn hắn thi vương đại nhân, lại đem tôn kia chiếm cứ tại ga điện ngầm chỗ sâu nhất tam giai bọ cạp vương cũng mang theo trở về, hơn nữa tự hồ đã đem hắn thu phục. Lập tức toàn thể chấn kinh thì nhóm đồng thời phát ra ăn mừng reo hò gào thét. Bá Đao cũng là tiếng lên chúc mừng. Thuộc hạ chúc mừng lão đại, lại được một thành viên đại tướng. Tiếp đó dò hỏi. Lão đại, tất nhiên chuyện bây giờ đã đều làm không kém được, vậy chúng ta là không bây giờ đi hồi phủ. Bá Đao đề nghị cũng không kỳ quái. Dù sao một vị thi vương không thể quá mức xem nhẹ lãnh địa, coi như ra ngoài cũng cần phải mau chóng trở về mới là. Bất quá, Khoa Trương lại cũng không dự định sớm như vậy liền trở về. hắn khoát tay áo không vội, tất nhiên đi tới nơi này phố cách vách khu, không thể nào dạo chơi liền trở về, đó cũng quá đáng tiếc. Lập tức nhìn về phía bên cạnh bọ cạp hậu. Hỏi. Bọ cạp hậu, người đối với mảnh này quảng trường, hẳn là tương đối quen thuộc. Có biết hay không nơi nào có nhân loại cứ điểm? Bọ cạp hậu trầm tư một hồi. Sau đó tê tê nói. Con đường này khu vẫn có một ít nhân loại, tuyệt đại đa số đều tương đối phân tán, ta bình thường lười đi đi săn. Nhưng ngược lại là có một phiến khu vực, tụ tập nhân loại không ít hơn nữa thực lực còn rất cường đại có một người thậm chí cùng ta giao thủ qua một lần hai chúng ta tương xứng a à, vẫn còn có tam giai tiến hóa giả khoa trương hứng thú tiến hóa giả đẳng cấp càng cao trong năng lượng kết tinh năng lượng ẩn chứa lại càng cao tam giai tiến hóa giả nhưng là bây giờ hiếm có tư nguyên khang hiếm nếu như gặp phải quyết không thể dễ dàng buông tha thế là khoa trương theo bọ cặp hậu cái kìm phương hướng chỉ nhìn lại lấy được một cái ngoài ý liệu hợp tình lý địa điểm, khu công nghiệp. Thật đúng là đúng dịp. Hắn cười khẽ một tiếng. Tận thế bộc phát phía trước, sớm biết được tin tức chính mình vì đại lượng trữ hàng huyết nhục, từng tại trong khu công nghiệp mướn qua mấy gian kho lạnh. Nơi đó đích xác còn tồn phóng khác đủ loại đủ kiểu vật tư. Hơn nữa ở vào khu vực ngoại thành, tương đối vắng vẻ. Quả thực là làm nhân loại cứ điểm lựa chọn tốt nhất. Đụng tới cầu vòng ăn chắc cầu vòng. Chúng ta đi, đi cho khu công nghiệp bên trong những người kia tiễn đưa ấm áp khoa trương hưng phấn vung cánh tay hô lên tiếp đó tại ga điện ngầm bên cạnh bãi đổ xe tìm được một chiếc còn có dầu đại hào sương thức xe hàng ngồi kế bên tài xế ngồi bá đao mà bọ cặp hậu cùng đông đảo ấu trùng nhưng là chui vào phong bế thức hàng trương gần hai tấn trọng lượng để cho xe hàng phía sau bàn đều rõ ràng trầm xuống một đoạn đầu xe hơi hơi vung lên cả xe tư thái tăng thêm mấy phần đua tốc độ chiến đấu khí tức tinh thần niệm lực châm lửa khởi động khoa trương cứ như vậy lái sương thức xe hàng dọc theo đạo một đường hướng bắc Trời đi có khói mù thành khu, hướng về khu công nghiệp tiến phát. Con đường mặc dù bởi vì tận thế trở nên hỗn loạn lại gồ ghề nhấp nhô, nhưng có tinh thần niệm lực mở đường. Đồng thời khoa trương, bá đao, bạo cặp hậu tản mát ra vương giả uy áp, càng là lệnh dọc đường sinh vật biến dị không dám dựa vào đến đây. Sương thức xe hàng chỗ đến, quần thi tan đi. Bởi vậy, thuận sướng lái vào khu công nghiệp, đã tới mục đích. Nhưng khoa trương cũng không có bất luận cái gì điều thấp ý nghĩ, vẫn như cũ lái động cơ oanh minh, mệt không nhẹ sương thức xe hàng. Hướng về khu công nghiệp cái kia có nhân loại tụ tập phương hướng chạy tới. Khoa trương dự định rất gọn gàng dứt khoát. Tất nhiên đây là nhân loại cứ điểm, khẳng định như vậy sẽ có trạm gác hoặc cảnh vệ. Chỉ cần không phải mù loà kẻ biết. Liền trăm phần trăm có thể phát hiện mình mở chiếc này sương thức xe hàng. Đến lúc đó, bất luận những người này thái độ là tốt là xấu. Đều biết chủ động đưa tới cửa. Cái này kêu là dẫn xà xuất động, tự chui đầu vào lưới, kiệt kiệt kiệt. Chương 27, khu công nghiệp Thọc Hang ổ. Khu công nghiệp đứng sừng sững lấy vài tòa cần trục hình tháp. Chỉ cần leo đến trong phòng điều khiển, liền có thể nhìn xuống toàn trường, trước tiên thấy rõ bốn phương tám hướng động tĩnh cùng biến cố. Mà lúc này, một cái cầm kính viễn vọng, đang chán đến chết nhìn chung quanh nhãn tuyến. Chợt phát hiện, lại có một chiếc đại hào sương thức xe hàng, chậm rãi ung dung lái vào khu công nghiệp bên trong, hơn nữa tựa hồ đựng không ít đồ vật, toàn bộ cái bệ trầm xuống không thiếu. Có hàng. Tên này nhãn tuyến mừng thầm lập tức liền không kịp chờ đợi bò xuống tầng trục hình tháp. Đi cho đồng bọn truyền lại tin tức. Khu công nghiệp nội bộ đường cái, mấy cổ thi thể nằm ngang tại giữa lộ, mình đầy thương tích, chết không nhắm mắt. Mà tại ven đường, còn sót lại hai tên nữ người sống sót. Nhưng là bị một đám khiên đau thương côn bổng, một cái sau một cái hung thần ác sát cộng rơm cứng, đoàn đoàn bao vây. Trong đó một chút nam nhân ánh mắt không che giấu chút nào, từ hai nữ nhân trên thân đảo qua, hèn mọn dâm đảng. Còn thỉnh thoảng mở miệng đùa giỡn. U, hai tiểu nữ, không phải mới vừa vẫn rất cương liệt sao, bây giờ không phải là rơi xuống chúng ta hắc sát rẻ trong tay. Nghĩ đến đám các ngươi là nơi ẩn núp người, chúng ta cũng không dám động thủ. Đơn giản chê cười. Hiện nay thế nhưng là tận thế, vô pháp vô thiên, không có chút nào trật tự, đơn giản chính là chúng ta hắc sát biết thiên đường. Muốn chết. Dễ dàng như vậy, chúng ta nơi này chính là có năng trì vũ đích tiến hóa giả tồn tại, chỉ cần còn lại một hơi, là có thể đem các ngươi cho kéo trở về có câu ngạn ngữ nói thật tốt, tinh tế vật giả ngụy tuấn kiệt. Chỉ cần các ngươi chịu ngoan ngoãn nghe chúng ta mà nói, mấy ca nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi, cam đoan để các ngươi dục tiên dục tử, khoái hoặc vô biên, kiệt kiệt kiệt. Đối diện với mấy cái này hắc sát sẽ bại hoại đùa giỡn. Quan Phương nơi ẩn núp sáu hào tìm kiếm tiểu đội còn sót lại hai tên nữ sinh, vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng, nhưng kiên quyết không chịu khuất phục. Nổi giận mắng. Phi. Một đám phai mờ nhân tính súc sinh. Lão nương cho dù chết, biến dị thành zombie, cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Hắc. xuống nương môn còn dám mạnh miệng. Ba. Ba. Một cái đầu màu gà lưu manh thẹn quá hóa giận. Hung hăng quạt hai nữ sinh một người một cái vả miệng. Tiếp đó nhìn về phía bên cạnh, đối với hai cái đang tại tìm kiếm tìm kiếm tiểu đội túi đeo lưng người hỏi. Quy, đều lột đã nửa ngày, tìm được bao nhiêu thứ A. Hai người lúc này đem ba lô quăng tới. Thở hổn hển chửi bậy. Đừng nói nữa, toàn bộ mẹ nó cũng là một đám quỷ nghèo, ba lô rất lớn bên trong nửa điểm đông tây cũng không có liền mẹ nó chỉ có nửa bình nước khoáng một cái búa cùng mấy cái nát vụn quả táo trác cái gì một đám hắc sát sẽ trở thành viên đều là nhíu mày trước đây hắc sát sẽ trở thành viên sở dĩ sẽ tụ tập nơi này là bởi vì có người nghe nói tại tận thế bộc phát phía trước không bằng có cái phú nhị đại ở đây tích trữ mấy tọa thương khố vật tư chỉ cần chiếm giữ khu công nghiệp liền có thể triệt để áo cơm không lo nhưng không nghĩ tới khi phân hội trưởng cùng một đám hắc sát sẽ trở thành viên thật sự đánh xuống khu công nghiệp sau đó. Lại là phát hiện cái kia vài tòa truyền thuyết có vật tư thương khố. Căn bản chính là rỗng tuyết. Trong cơn tức giận, phân hội trưởng trực tiếp trước mặt mọi người xử tử cái kia báo cáo sai quân tình thành viên. Nhưng hắc sát biết tình huống, một mực cũng không có cái gì tốt chuyển. Hôm nay, phân hội trưởng đại nhân ra ngoài, không biết đi làm thứ gì, mà mang hùng, khỉ ốm mười mấy người nhưng là phụng mệnh đi ra điện ngầm tìm cái gì bảo vật. Bởi vậy mảnh này khu công nghiệp trong cứ điểm, cũng chỉ còn lại có đầu màu gà cái này mấy chục cái thành viên. Đầu màu gà mắt cùng hơn 10 người thủ hạ, hoàn toàn như trước đây tại giao lộ thiết lập trạm. Mai phục những cái kia quá khứ người qua đường. Mang đến giết người cướp của. Bọn hắn hôm nay tự hồ vận khí rất tốt, vậy mà chặn lại quan phương nơi ẩn nút một chi tìm kiếm tiểu đội. Đầu màu gà cùng mọi người khác, đều cho là có thể kiếm một món hời. Kết quả ngoại trừ bắt được hai tiểu nữ có thể vui đùa một phen. Cái gì khác cũng không có mò lấy thực tế thu hoạch xa xa nhỏ hơn mong đợi, loại này trên lệch cảm giác lập tức để cho bọn này hắc sát biết kẻ phạm pháp, tức sôi ruột. Mấy cái không kịp chờ đợi nam nhân, lúc này quyết định muốn cầm hai người nữ sinh này tiết tiết hỏa. Mà lúc này, một đạo tiếng hô hoáng bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Lúc trước tại cần trục hình tháp nhìn lên gió tên kia nhãn tuyến, hứng thú hừng hực không kịp chờ đợi chạy tới. Thở hồng hộc cho những đồng bọn mang đến một tin tức tốt. Mấy ca, lại tới hàng mới, là một chiếc xe vận tải, hàng rương đều bị đè xuống, bên trong khẳng định có không thiếu đồ tốt. Lời vừa nói ra. Hắc sát sẽ nam nam nữ nữ một đám thành viên lập tức vui mừng nhướng mày. Vừa rồi không vui quét sạch sành xanh. Cái kia đầu màu gà mắt vỗ tay bảo hay nói. Hảo sự thành xong, song hỷ lâm môn A các huynh đệ, lần này chúng ta là thật muốn phát đạt. Nhanh chóng mai phục, chờ đợi giao hàng đến nhà. Tại ven đường mai phục hơn 10 người hắc sát sẽ trở thành viên, lập tức quét dọn một chút hiện trường, kéo đi thi thể, kéo đi hai nữ sinh, trốn trong hai bên công sự che chắn. Thấy thế, tìm kiếm tiểu đội may mắn còn sống sót hai tên nữ sinh nhau nhau thở dài. Cho rằng lại lập tức phải có bất hạnh người, lọc vào hắc sát biết độc thủ, bước bọn hắn tiểu đội theo gót. Rất nhanh. Sương thức xe hàng liền xuất hiện ở hắc sát hội chúng tầm mắt của người ở trong. Đầu màu gà mắt nhìn một cái. Phát hiện toa chở hàng quả nhiên giống như nhãn tuyến nói một dạng trầm xuống nghiêm trọng, trong lòng lúc này càng chờ mong, đồng thời cũng nhìn thấy kính trắng gió sau, ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi hai người. Ngồi kế bên tài xế cái kia bình thường không có gì lạ, lái xe cái kia ngược lại là áo mũ chỉnh tề, tự hồ trải qua 10 phần thoải mái. Đầu màu gà mắt nhếch miệng lên. Quả nhiên là con cá lớn. Lập tức búng tay đánh. Lạch cạch. Thanh Thúy hiệu lệnh âm thanh truyền vào hai bên đường đồng bọn trong tay. Ý tứ rõ ràng sáng tỏ. Động thủ. Mai phục thật lâu hắc sát sẽ trở thành viên môn lập tức động thủ. Đầu tiên là hai tên thổ thuộc tính dị năng tiến hóa giả, một trước một sau từ trong ẩn thân công sự che chắn nhảy ra ngoài. Hơn nữa đồng thời đánh ra mặt đất dâng lên hai đạo thật dày vách đá. Triệt triệt để để lấp kính xương thức xe hàng đi tới đường lùi. Ngay sau đó, đầu màu gà mắt liền xuất lĩnh lấy còn lại đồng bọn, lấy xét đánh không kịp bưng tay trộn chung đinh đương chi thế, cũng vọt ra. Đem xương thức xe hàng đoàn đoàn bao vây. Hơn nửa hô lớn. Ăn cướp. Ngoan ngoãn phối hợp có lẽ có thế sống, bằng không chỉ có một con đường chết. Hai người các ngươi, lập tức cho lão tử từ trên xe bước xuống. Trên xe. Đối với một màn này, Khoa trương cùng bá đao không ngạc nhiên chút nào, đã sớm chuẩn bị. Duy nhất để cho bọn hắn cảm thấy niềm vui ngoài ý muốn. Là những thứ này ăn cướp người thân phận. Lại là hắc sát rẻ. Khoa trương đầu lông mày nhướng một chút. Hắn nhìn thấy, đem chính mình vây quanh những người này, trên cánh tay trái đều buộc lên một cây miếng vải đen mỏng, cùng trước đây mang hùng bọn người một dạng. Không hề nghi ngờ, tất cả đều là hắc sát biết thành viên. Bá đao cũng đồng dạng ngoài ý muốn. Xem ra ở đây hẳn là nơi ở của bọn hắn vốn cho rằng chỉ là tới trở lại chốn cũ, không nghĩ tới, vậy mà thọc hắc sát biết hang ổ. Khoa trương hiện ra một vòng như ẩn như hiện ý cười. Tiếp đó liền ưu nhã xuống xe. Nhìn thẳng những thứ này hung thần ác sát hắc sát sẽ trở thành viên. Hỏi. Các ngươi muốn đánh cướp. Chương 28, ngượng ngùng các ngươi mới là con mồi. Các ngươi. Đây là muốn ăn cướp. Khoa trương không có chút rung động nào. Nhàn nhạt mở miệng đồng thời ánh mắt từ đầu màu gà chờ hắc sát sẽ trở thành viên trên thân đảo qua. Đỏ tươi hai con ngươi có một loại không hiểu uy thế. Làm cho những này người ẩn ẩn có chút bất an. Bởi vì tiến hóa cấp độ viễn siêu trước mắt tiêu chuẩn trung bình, bởi vậy chỉ cần không chủ động triển lộ khí tức, hoặc là gặp phải tinh thần loại tiến hóa giả, như vậy khoa trương nhìn liền cùng nhân loại không khác. Trước mắt những thứ này hắc sát người biết chính là như thế. Căn bản không biết, bây giờ đứng trước mặt bọn họ chính là một tôn ngũ giai thi vương cùng một vị tam giai thi vương, cũng là có thế nhẹ nhõm đoàn diệt sự hiện hữu của bọn hắn. Chỉ coi là hai cái qua loa sơ suất bị chính mình bắt giữ, sắp chết không có chỗ chôn quỷ xui xẻo thôi. Bởi vậy, đối với khoa trương ngưng thị, đầu màu gà mắt đầu tiên là đối với phản ứng của mình có chút kinh ngạc. Lập tức lung lay đầu. Trong lòng kinh thường. Cắt, không phải liền là một cái mau đầu tiểu tử đi, lão tử sợ hắn làm gì. Thế là trực tiếp đem đao gác ở khoa trương trên cổ. Trận tròn đôi mắt. Hung tận uy hiếp bờ nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất thành thật một chút, bằng không đầu người khó giữ được. Tiếp đó lại đối bên cạnh hai tên thủ hạ chuyển tới một ánh mắt. A lục, đại tráng, hai người các ngươi đến buồn sau xe đi xem một chút. Được rồi thủ lĩnh. Xem như đầu màu gà mục đích tâm phúc. A lục cùng đại tráng bây giờ cũng là không kịp chờ đợi. Cứ điểm vật tư là càng ngày càng ít, bọn hắn đã vài ngày không thể hút thuốc uống rượu, đều sắp bị nghiện cho vội muốn chết. Lần này cản lại hai người, một cái bình thường không có gì lạ, nhưng một cái khác rõ ràng giống như là cái công tử ca. Tại tận thế ở trong đều có thể xử lý áo mũ chỉnh tề. Chắc chắn là không thiếu vật tư. Nhìn cái kia buồn sau xe đều sắp bị đè tiếng trong đất đi, bên trong đoán chừng chứa cái kia công tử ca toàn bộ gia sản, rượu thuốc lá trà đường hẳn là không thể thiếu. Lần này có thế khoái hoạt đã mấy ngày, kịp kịp kịp. A lục cùng đại tráng cũng tại trong đầu mơ màng lên tiếp xuống tiêu giao thời gian. Trên mặt hiện ra tham lam nụ cười bị ổi. Mà tại chỗ những thứ khác hắc sát sẽ trở thành viên, Ý tưởng thời khắc này cũng đều cùng bọn hắn hai người không sai biệt lắm. Đều đối xương thức xe hàng trong xe, đến tột cùng chứa cái gì đồ tốt, chờ mong không thôi. Khoa trương toàn trình mắt thấy. Không có chút nào mở miệng khuyên can dự định. Thủ lĩnh, chúng ta mở. A lục cùng đại tráng hồi báo một tiếng. Lập tức ngay tại một đám hắc sát sẽ trở thành viên chăm chú. Kéo ra buồn sau xe đại môn. Kết kết. Hai mảnh ở hai bên cửa khoang xe bị chậm chậm kéo ra, phát ra the thế chua sót kim loại tiếng ma sát trong xe chân chính sự vật, bây giờ cuối cùng lộ ra tại tràn đầy mong đợi đông đảo hắc sát sẽ trở thành viên trước mặt. Nhưng mà, khi trước rất nhiều âm thanh lại là tại thời khắc này im bặt mà dừng. Ở vào phía sau xe vài tên hắc sát sẽ trở thành viên, từng cái toàn bộ đều trợn to hai mắt, toàn thân rung trở thành rung rẩy Không còn phía trước một giây đắc ý cùng chờ mong. Chỉ có vô tận kinh dị cùng sợ hãi. Giống như là tại trong xe, nhìn thấy cái gì đủ để chỉ anh khóc đêm kinh khủng tồn tại. Quả chim khách im lặng. Bỗng nhiên. A Lục cùng Đại Tráng không nhịn được đặt câu hỏi. Hai người bọn họ theo mở cửa, cũng bị dẫn tới cổ xe hai bên, ánh mắt cũng bị kéo ra cửa xe ngăn trở, bởi vậy cũng không trước tiên nhìn thấy trong xe chân tướng. Bởi vậy không kịp chờ đợi hỏi thăm khác đồng bọn. Quy, đều mẹ nó câm A. À. Nhìn thấy thứ gì tốt? Cùng ta cùng Đại Tráng nói một chút A. À. Nói xong. A Lục cùng Đại Tráng cũng cố định lại cửa xe. Về tới cổ xe hậu phương. Nghi hoặc không hiểu hướng về trong xe xem xét đủ để chứa đựng một chiếc xe việt giả rộng rãi trong xe, căn bản liền không có cái gì trong tưởng tượng vật tư. Chỉ có một cái dài đến 5m, toàn thân đen như mực, đuôi cây kim duệ, song kìm cực lớn, khí tức cũng mười phần kinh khủng đại hạt tử. Bọ cạp trên lưng thậm chí còn xếp lấy một đoàn bọ cạp ấu trùng, đang tại dãy dụa nhúc nhích. Chính là tam giai hữu độc cự hạt, bọ cạp hậu. Cờ mờ nờ. Tiếng kinh hô vang lên. Cuối cùng đem choáng ván hắc sát sẽ trở thành viên chấn định thần lại. Một bên dơ lên da hỏa cái nhi, thi triển dị năng phát động công kích, vừa hướng đầu màu gà mắt khẩn cấp hồi báo. Thủ lĩnh, việc lớn không tốt, trong xe giấu đi là một cái đại hạt tử. Cùng lúc đó, một cái tiếng vào buồn lái tiểu đệ, cũng nhìn thấy liếc đặt ở thành ghế phía sau dài 2 mét trảm mã đao. Lập tức hô to, có biến. Hai âm thanh gần như đồng thời vang lên. Nghe tiếng đầu màu gà mắt lập tức ý thức được hỏng bét, lần này chỉ sợ là đá trúng thiết bản, thế là không chút do dự. Quả quyết hạ lệnh trực tiếp khai kiền. Lên. Trong chốc lát. Vây quanh nơi này hơn 10 người hắc sát sẽ trở thành viên, toàn bộ đều đi theo đầu màu gà mắt cùng một chỗ. Hướng khoa trương một nhóm phát khởi công kích. Dự định tiên hạ thủ vi cường. Nhưng bất quá là lấy trứng chọi đá, không biết lượng sức. Ngượng ngùng, các ngươi mới là con mồi. Khoa trương dựa vào tại trên xe hàng. Nhìn xem xong lên đông đảo hắc sát sẽ trở thành viên. Không đếm xỉ tới cho bá đao cùng bọ cặp hậu ra lệnh. Tốc chiến tốc thắng. Kết quả là. Đồng dạng đã sớm không kịp chờ đợi bá đao cùng bọ cạp hậu, cuối cùng có thể đại khai sát giới, đại sát tứ phương một phen. Đi chết đi. Một cái cầm trong tay rìu chữa cháy trắng háng, bắp thịt cả người nhô lên. Ra sức đánh xuống. Muốn đem bá đao từ đầu đến chân một phân thành hai. trắng háng là một tên hệ sức mạnh tiến hóa giả, đã có thật nhiều người cùng zombie chết tại đây một chiêu phía dưới, có thể nói là lần nào cũng đúng. Đáng tiếc. Hôm nay hắn gặp phải là tam giai thi vương, bá đao từ xe tọa sau chỗ trống một cái rút ra trảm mã đao, bá đao liên tục ngăn chặn đều không cản, trực tiếp vung chặt mà ra. Làm. Kim thiết va chạm Thúy Minh vang lên. Đã cuốn lưỡi đao rìu chữa cháy bị tinh thiết chế tạo trảm mã đao trực tiếp chặt đứt. Mà tráng hán vẫn lấy làm kiêu ngạo sức mạnh, tại trước mặt tam giai thi vương, cũng là kiến càng lay cây. Bá. Đao quan chất tắt mà qua. Không có chút nào dừng lại. Nhưng tên kia nhảy lên thật cao tráng hán, cũng là bị chặn ngang chặt đứt, hai khúc thi thể trước sau rơi xuống đất, đập ra mảng lớn huyết hoa. Chỉ một chiêu. Trong cứ điểm thực lực không tầm thường một cái thành viên, liền bị tại chỗ miễu sát. Nhìn thấy một màn này hắc sát sẽ trở thành viên con ngươi chợt co vào. Nhận ra khoa trương cùng bá đao thân phận. Ngươi. Các ngươi lại là zombie. Không dám tin âm thanh tại khu công nghiệp bên trong quanh quẩn. Một cái tam giai cự hạt, một vị tam giai thi vương. Thậm chí ở bên trên này, còn có một vị có thể tùy ý mệnh lệnh hai người này công tử ca thi vương. Giờ này khắc này, đầu màu gà mắt cùng một đám hắc sát sẽ trở thành viên, mới rốt cục ý thức được bọn hắn treo chọc đến, là bực nào nhân vật khủng bố. Không chút do dự. Đầu màu gà mắt quả quyết sửa đổi mệnh lệnh. Chạy. Lập tức liền dẫn kinh hải muốn chết một đám thủ hạ, đem sức bú trái tim đen u ám sửa mẹ đều sử ra, muốn trốn chi yêu yêu. Hận không thể cha mẹ không có cho thêm bọn hắn sinh ra mấy chân tới. Nhưng mà. Thì đã trễ bọ cặp hậu cùng bá đao hai đại tam gia sinh vật biến dị ra tay, quả thực là đánh đâu thắng đó, không người có thế địch. Trảm mã đao quét ngang, hai cái rơi vào sau cùng hắc sát sẽ trở thành viên, lúc này bị chém xuống đầu người, cuối cùng nhìn thấy hình ảnh là trời đất quay cùng thế giới, cùng với mất đi đầu người mới ngã xuống cơ thể. Còn có. Chương 29, mới thủ hạ huyết cơ. Bọ cặp hậu đầu tiên là đem A Lục cùng đại tráng, dùng một đôi kia cực lớn càng cua nhẹ nhõm kẹp chết tiếp đó lại dùng đuôi châm quán xuyên một cái khác thằng xui xẻo ngực, mãnh liệt tính ăn mòn nọc độc để cho hắn tại chỗ hóa thành bạch cốt. Cuối cùng, dứt khoát đem trên lưng chồng chất những cái kia ấu trùng cũng thả ra. Để bọn chúng đem chạy trốn hắc sát sẽ trở thành viên, xem như con mồi đầu tiên, bắt đầu học tập chính mình đi săn. Bá đao trị phần ngọn, bọ cặp hậu trị tận gốc. Song phương liên thủ, chế thành tiêu bản. Những thứ này nguyên bản còn muốn cản đường đánh cướp hắc sát sẽ trở thành viên, không có đi ra ngoài bao xa, liền bị một cái tiếp theo một cái đuổi kịp giải quyết. Tiếng kêu thảm thiết thê lương càng chịu càng gần. Tựa như tử thần cước bộ. Để cho đầu màu gà mắt bọn người lại tăng nhanh chạy trối chết tốc độ. Nhưng vẫn là khó thoát hai đại tam giai cường giả truy sát. Bất quá thời gian mấy hơi thở. Từng người từng người hắc sát sẽ trở thành viên bị bá đao cùng bọ cạp hậu đánh giết. Biến thành từng cổ nằm dưới đất thi thể, cùng phía trước bọn hắn mai phục tìm kiếm tiểu đội thành viên, không khác chút nào. Chỉ còn lại nhị giai tốc độ loại tiến hóa giả đầu màu gà mắt càng chạy càng xa khoảng cách cứ điểm nhưng là càng ngày càng gần đầu màu gà mục đích trên mặt dần dần hiện ra sống sót sau tai nạn vui sướng nhưng mà còn chưa hoàn toàn la lên cầu cứu liền hoảng sợ phát hiện yết hầu của hắn chẳng biết lúc nào đã bị một đoạn cốt thép xuyên qua máu chảy như suối muốn nói cái gì nhưng bị xỏ xuyên khí quản chỉ có thể phát ra hồng hộc âm thanh con người dần dần tan rã chết nguyên lai like là khoa trương phát động tinh thần niệm lực khống chế một đoạn kia cốt thép, tựa như truy tung đạn đạo đồng dạng, tinh chuẩn tuyệt sát. Đến nước này, tại khu công nghiệp ven đường mai phục những thứ này hắc sát sẽ trở thành viên. Toàn bộ bị diệt. Cho dù toàn viên cũng là tiến hóa giả, dẫn đầu đầu màu gà mắt càng là có nhị giai đẳng cấp. Bất luận là tại chỗ này hắc sát biết phân cư điểm. Vẫn là trong thành khu quan phương nơi ẩn nút. Cũng là một cổ không thể kinh thường thế lực. Nhưng gặp đến đây săn thú khoa trương, giải dụ thế nào đi nữa, cũng vẫn như cũ chỉ có một con đường chết không chỉ là hắc sát người biết. Bá đao cảm thấy được động tĩnh, từ đầu màu gà mắt trước kia ẩn thân đá đằng sau, lại tìm ra ba bộ thi thể, cùng hai cái rung lẫy bảy nữ sinh. Dẫn tới khoa trương trước mặt. Lão đại, ta tại công sự che chắn đằng sau tìm được những thứ này, hẳn là tìm kiếm tiểu đội người. Đích thật là giống như là quan phương nơi ẩn nút người. Khoa trương ánh mắt từ hai cái này may mắn còn sống sót nữ sinh trên thân, trên dưới đánh giá một phen, xác định thân phận của các nàng, đích thật là quan phương nơi ẩn nút tìm kiếm tiểu đội thành viên thế là dự định thẩm vấn một chút hai cái này người sống, ta hỏi các ngươi đáp, ngoan ngoãn phối hợp, bằng không hạ tràn liền cùng những người này một dạng. hai người các ngươi tên gọi là gì, năng lực là cái gì, vì sao lại bị trói ở đây? khoa trương ngữ điệu bình thản lại là chân thật đáng tin. kinh nghiệm lên xuống tự nhiên hai nữ sinh, bây giờ đã nhanh bị sợ bể mật, hai tấm khuôn mặt nhỏ trắng bệt, run rẩy không ngừng. nhưng vì như vậy một chút cơ hội sống sót, vẫn là cố nén sợ hãi, trả lời lên vị này cường đại thi vương vấn đề. trở về trở về thi vương đại nhân mà nói, ta gọi tiêu tiểu điệp, nhất giai huyết thuộc tính tiến hóa giả, nàng gọi triệu kỳ, nhất giai thủy hệ tiến hóa giả, chúng ta cũng là sáu hào tìm kiếm tiểu đội thành viên, sở dĩ lại ở chỗ này là bởi vì tóc dài nữ sinh tiêu tiểu điệp khó khăn tương lai long cứ mạch tất cả đều nói hết. Những thứ khác đều bình thường không có gì lạ. Ngược lại là cái này tiêu tiểu điệp năng lực, ngược lại là lệnh khoa trương cảm thấy rất hứng thú. Huyết thuộc tính năng lực. Có thể khống chế huyết dịch, thông vệ huyết dịch. Phóng tới nhân loại, nhất là một cái tuổi trẻ trên người cô gái đích xác không phát huy ra giá trị gì nhưng nếu như là một cái zombie nắm giữ năng lực này như vậy thỏa đáng có trở thành thi vương tiềm chất giữ gốc cũng có thể lên tới lãnh chúa cấp nghĩ tới đây khoa trương nhìn về phía tiêu tiểu điệp cùng triệu kỳ ra lệnh há mồm hai nữ sinh kinh ngạc lại sợ hãi nhưng không thể không làm theo thế là nhao nhao run rẩy há hốc miệng ra sau một khắc áp xúc huyết dịch từ đầu ngón tay bước đi ra bị khoa trương từng cái nhỏ vào tiêu tiểu điệp cùng triệu kỳ hai nữ trong miệng, tiếp đó trong nháy mắt rót vào đến trong cơ thể của các nàng. Cái này dĩ nhiên không phải thông thường huyết dịch, mà là ẩn chứa số lớn năng lượng. Đối với sinh vật biến dị tới nói là vật đại bổ, còn nếu là nhân loại phục dụng, nhưng là sẽ trực tiếp biến dị trở thành zombie. Thủy thuộc tính năng lực triệu kỳ tiềm lực đồng dạng, chỉ là mua một tặng một tặng phẩm. Khoa trương chân chính nghĩ lấy được tay. Là nắm giữ huyết thuộc tính năng lực tiêu tiểu điệp. a à a à đây là có chuyện gì nóng trang cảm giác từ toàn thân hiện lên để cho hai nữ nhịn không được phát ra đau đớn thở gấp mãi đến bất tỉnh đi trong lúc các nàng khi tỉnh lại đã từ nhân loại đã biến thành zombie hơn nữa cung kính hướng khoa trương một gối quỳ xuống hành lễ lão đại hai đứng lên đi từ nay về sau các ngươi chính là ta thủ hạ nhớ kỹ sao khoa trương hài lòng nhìn về phía tiêu tiểu điệp tiếp đó từ mặt ngoài trong không gian lấy ra một ly máu mới xem như đồ uống đưa tới uống hết thử thử xem, nắm giữ huyết thuộc tính năng lực, cũng đã biến thành zombie ngươi, lui về phía sau đối với huyết dịch nhu cầu thế nhưng là không nhỏ. Là, tiêu tiểu điệp lập tức tiếp nhận một chén kia máu mới, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, trong hai con ngươi thoáng qua một vòng huyết quang, thực lực cũng hơi tăng cường như vậy một tia. Tiêu tiểu điệp thử nghiệm phát động năng lực, vừa rồi uống vào huyết dịch liền lại lần nữa ngưng tụ ra, hóa thành huyết kiếm, huyết giáp, huyết châm nhóm vũ khí, cường hóa tự thân sức chiến đấu thậm chí nàng còn có thể khống chế những sinh vật khác huyết dịch trong cơ thể, đối lưu động sản sinh quái nhiễu. Đối với zombie tới nói ảnh hưởng không lớn. Nhưng đối với nhân loại tới nói, tuyệt đối là uy hiếp bờ trí mạng. Năng lực không tệ. Khoa trương phủi tay, đối với chính mình lại thu phục một thành viên tướng tài đắc lực cảm thấy mừng rỡ. Đồng thời cho đã biến thành zombie tiêu tiểu điệp, lấy một cái tên mới. Về sau ngươi liền kêu huyết cơ A. Là, huyết cơ gặp qua lão đại. Huyết cơ đối với danh tự này tương đương hài lòng tiếp đó liền dẫn triệu kỳ đứng ở khoa trương sau lưng cùng bá đao bọ cặp hậu ngang hàng mặc dù bởi vì mới vừa vặn biến dị duyên cớ huyết cơ đẳng cấp cùng thực lực hơi yếu nhưng nàng rất nhanh liền có thế trưởng thành biến thành không kém chút nào cao thủ bọ cặp hậu là biến dị trùng tộc đối với mấy cái này cũng không thèm để ý mà bá đao ngược lại là thật cao hứng lão đại lại thu hoạch một cái tướng tài đi sang còn không có kết thúc phía trước mới là hắc sát biết cứ điểm đi khoa trương ánh mắt nhìn về phía phía trước đối với sau lưng bọn thuộc hạ nói. Kết quả là, khoa trương một nhóm tiếp tục hướng khu công nghiệp chỗ sâu tiến phát. Muốn đem hắc sát lại ở chỗ này cứ điểm một mẻ hốt gọn, triệt để diệt trừ, đem tất cả tiến hóa giả đều biến thành hướng đẳng cấp cao hơn tiến hóa chất dinh dưỡng. Thế là, một đám zombie cùng cự hạt, lấy khoa trương cầm đầu, nghênh ngang thẳng đến hắc sát sẽ cứ điểm mà đi. Cùng lúc đó, trong cứ điểm một đám hắc sát sẽ trở thành viên, cũng là mắt thấy đầu màu gà mắt bọn người đoàn diệt tràn diện hậu tri hậu giác hiện trục bộ ép tới gần khoa trương một nhóm. Tất cả mọi người lập tức dọa đến hoang mang lo sợ, chân tay luống cúng. Cầu truy đọc, cầu phiếu đề cử, cầu hết thảy, cảm tạ. Chương 30, cùng đồ mạc lộ. Trong đầu trống không chỉ tồn tại trong nháy mắt như vậy. Lập tức, trong cứ điểm hắc sát hội chúng người chính là phản ứng lại, phát ra từng tiếng thấp thỏm lo âu kêu la ông sòm. Cờ mờ nờ. Mấy cái thi vương giết tới. Xong đời xong đời. Cái kia đầu màu gà đâu? Hắn không phải một mực gọi rầm rỉ hắn mới là cứ điểm lão đại sao, cái gì, đã bị tiêu diệt. Còn đứng ngay đó làm gì, chạy a à. Nhiều người như vậy cũng không là đối thủ, chúng ta bên trên cũng là chịu chết. Đúng. Đồ vật có thế mang bao nhiêu mang bao nhiêu, những cái kia không cần phải để ý đến những người bình thường kia, giữ bọn họ lại có thể còn có thể lấp đầy zombie bụng, cho chúng ta kéo dài thời gian. Thực sự là nhà dột còn gặp mưa. Phân hội trưởng đại nhân không biết đi nơi nào, mang hùng mấy tên kia cũng không tin bây giờ liền cứ điểm đều giữ không được, xui xẻo xui xẻo. Đủ loại phàn nàn cùng kinh hoảng âm thanh, tại giảng dị căn phòng hợp lại mà thành trong cứ điểm tầng tầng lớp lớp, liên tiếp. Những thứ này ngày bình thường phách lối hắc sát sẽ trở thành viên, bây giờ hoàn toàn không có khí diễm. Toàn bộ đều giống như trông thấy mèo già con chuột. Trước tiên lựa chọn chuồng mất. Trong cứ điểm đồ ăn, các loại vũ khí đồ trọng yếu, bị bọn hắn vội vàng đóng gói. Mà những cái kia chỉ là nhốt lại lấy cung cấp vui đùa, thậm chí còn có thể bị xem như dự bị lương người bình thường, tức thì bị những thứ này nóng lòng chạy trối chết hắc sát sẽ trở thành viên vô tình bỏ qua. Có người bình thường nhào tới, cắt gao ông lấy hắc sát sẽ trở thành viên đùi, hy vọng có thể đem chính mình mang đi. Nhưng tên kia hắc sát sẽ trở thành viên không chút do dự. Một bên chửi ầm lên. Một bên trực tiếp giơ lên trong tay chủy thủ. Đâm xuyên trái tim của người kia. Đồng thời đối với những người khác đe dọa. Đều nhìn thấy a, à, ai còn dám đi lên, không cần zombie động thủ, lão tử trước đưa hắn quy thiên. Súng bắn chim đầu đàn giết gà dọa kỹ. Có cái này trực tiếp nhất ví dụ. Còn lại những cái kia bị nhốt lại người bình thường, chung quy là không còn dám thừa dịp loạn phản kháng. Hết thảy bị chạy về xem như nhà tù thùng đựng hàng. Chuẩn bị lưu cho zombie xem như điểm tâm. Vì hắc sát biết thay đổi vị trí dây dưa một chút thời gian. Tiếp đó, trong cứ điểm còn sót lại mười mấy cái hắc sát sẽ trở thành viên, liền cổng lên bọc hành lý, một đường hướng bắc. Hy vọng có thể thoát đi sau lưng đông đảo thi vương cùng trùng vương truy sát. Nhưng, Khoa Trương đã sớm dự liệu được những thứ này. Xa xa nhìn chăm chú những cái kia hắc sát sẽ trở thành viên hốt hoảng chạy thuộc mạng thân ảnh. Ngũ giai thi vương uy áp phát ra đi ra, cơ hồ bao trùm hơn phân nửa tọa khu công nghiệp, càng là trong nháy mắt thống trị hàng trăm hàng ngàn con zombie, tạo thành mới thi nhóm. Vây bọn hắn lại, không thể để chạy một cái. Khoa Trương uy nghiêm đạo. Xuống một khắc. Tiếp vào thi vương ra lệnh thi nhóm, chính là như bài sơn đảo hải hành động. Tiếng trống liên tiếp. Bướng chân hỗn loạn càng ngày càng ồn ào thậm chí ngay cả mặt đất đều có chút chấn động nhẹ nhẹ, thật nhỏ trên cục đá phía dưới chập trùng, hơi hơi vung lên một chút bụi trần. Những cái kia đang chạy trốn hắc sát sẽ trở thành viên cảm thấy được không thích hợp. Có biến. Cầm đầu một cái tráng hán hô. Sau lưng đám người lập tức dừng lại. Chỉ vì bọn hắn cũng cảm giác được khác thường. Một cái mặt hở hang, vóc người nóng bỏng nữ nhân bén nhạy nhìn về phía hai bên, chỉ thấy có hai đại nhóm bóng đen, một tả một hữu đánh bọc lên, tất cả đều là zombie. khi nhóm một đoàn zombie bao vây chúng ta. Càng ngày càng nhiều hắc sát sẽ trở thành viên cũng đều nhìn ra manh mối. Hoảng sợ phát ra rống to. Đáng chết. Nhất định là mấy cái kia thi vương triệu hoán tới, bọn hắn là quyết tâm phải đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Đầu lĩnh tráng hán nắm chặt nắm đấm. Âm thầm suy tư lên xác suất thành công cao nhất phá vây phương thức. Tráng hán tên là Lý Mảnh, người cũng như tên đích xác rất mãnh liệt, thực lực gần với tam giai phân hội trưởng, có thể cùng mang hùng mấy cái bình khởi bình tọa. Nhưng Lý Mảnh càng là không ngốc mặc dù trên mặt nổi hắn dường như là những người này lĩnh đội. Nhưng hắc sát sẽ là một tính chất gì thế lực. Dưới mắt đã không đường có thể trốn. Những người này chắc chắn đều tâm hoài quỷ thai. Lý Mảnh ngờ tới không tệ. Giờ này khắc này, đối mặt đã đem tất cả mọi người đoàn đoàn bao vây thi nhóm, những thứ này hắc sát sẽ trở thành viên đích xác đều từng người lên tiểu tâm tư. Những người khác như thế nào mới sẽ không đi quản. Toàn bộ đều không tiếc hết thảy muốn để cho mình trở thành sông ra trùng vây một cái kia may mắn. Vì thế, cho dù là hố đồng bọn. Bọn hắn cũng sẽ không nháy một chút con mắt. Xong. Lý Mảnh ra lệnh một tiếng. Tâm tư dị biệt hắc sát sẽ trở thành viên tiện đồng thời khởi hành. Hướng về thi nhóm phóng đi. Hy vọng có thể xông ra trùng vây. Đang triệu hoán thi nhóm, đem cứ điểm đoàn đoàn bao vây, phong kính hắc sát sẽ trở thành viên tất cả đường ra sau đó. Khoa trương một nhóm cũng là nghênh ngang đi tới cứ điểm bên trong. Thấy được vội vàng rút lui lưu lại khắp nơi lan tịch. Tỉ như đủ loại rác rưởi cùng với mấy khối ăn để thừa xương sườn cũng không phải là heo dê bò các loại súc vật xương sườn như vậy những thứ này ăn cơm thừa rượu cặn nơi phát ra liền không cần nói cũng biết nghĩ tới đây khoa trương ánh mắt chậm rãi dời về phía cái kia không ngừng phát ra trầm đục thùng đựng hàng thùng đựng hàng bên trong hẳn là cầm tù có không ít người bá đao ngầm hiểu lập tức tiến lên đem ổ khóa cùng xiềng xích một đao chém đứt thùng đựng hàng nội bộ chợt lâm vào trầm mặt hiển nhiên là người ở bên trong không biết người đến thân phận không dám tùy tiện lên tiếng. Nhưng loại này lừa mình dối người thức ngụy trang, tự nhiên không có khả năng có nửa điểm dùng ra. Bịch. Bá đao không chút khách khí kéo ra thùng đựng hàng môn. Một cổ hôi thối đập vào mặt. Khoa trương một nhóm trông thấy, thùng đựng hàng bên trong, bỗng nhiên co ro mấy chục người, nam nữ già trẻ đều có, hơn nữa từng cái xanh sao vàng vọt, quần áo tả tơi. Xó xỉn còn chất phát mấy chồng vật bài tiết, có thể nói là ác liệt tới cực điểm. Không ít lọc vào hắc sát sẽ người ngược đãi nhân loại đối đãi mình đồng loại thường thường so dị tộc còn muốn càng thêm vô tình tàn nhẫn khoa trương biểu lộ cảm xúc zombie chỉ có thể đem nhân loại xem như đồ ăn ăn liền xong việc bình thường nhưng không có hắc sát biết cái này chút phản cạn bã xã hội nhóm như vậy hạ thủ tàn nhẫn đến nỗi có bao nhiêu tàn nhẫn từ những người này trông thấy khoa trương những thứ này thi vương mặc dù cũng có sợ hãi nhưng đó là vốn không muốn phản kháng chỉ cầu chết một lần phản ứng liền có thể đã nhìn ra cho bọn hắn thống khoái a khoa trương bố thí nói. Đồ ăn bị tao đạp thành dạng này, bất luận là chính mình vẫn là bá đao mấy người, cũng không có cái gì muốn ăn. Dứt khoát gọn gàng mà linh hoạt xử lý sạch. Ban thưởng cho những cái kia cấp thấp zombie được. Nghe tiếng. Huyết cơ đứng dậy. Dọc dọc huyết dịch từ bên ngoài thân thẩm thấu ra, lập tức hóa thành từng cây huyết tiễn. Chỉ tay một cái. Huyết tiễn hết thảy bắn ra. Quán xuyên thùng đựng hàng bên trong những người bình thường này mi tâm. Từng cổ thi thể ngã xuống rõ ràng là chết ở trong tay zombie, trên mặt lại có thể hiện ra giải thoát biểu lộ. Không thể không nói là một loại đối với tình người châm chọc. Tiện tay đem những thi thể này thu vào, khoa trương một nhóm tiếp tục nhàn nhã tản bộ, mảy may cũng không lo lắng những cái kia hắc sát sẽ trở thành viên sẽ chạy thoát. Bởi vì hết thảy đều tại khoa trương nắm giữ ở trong. Không nói đến thi nhóm quy mô khổng lồ. Chính là những cái kia hắc sát sẽ trở thành viên nội bộ tuyệt không phải bền chắc như thép. Bây giờ đại nạn lâm đầu, những người này nhất định không có cái gì chết sống có nhau ý nghĩ, trong đầu chắc chắn đều chứa tràn đầy tính toán. Một đám màng lòng xấu xa người, làm sao lại thành công phá vây. Đơn giản chê cười.